Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Rồi, đã ngay sau đây cho cả phép nhà hãy xảy ra comment hôm thật nhiều số 9 lên nhá. Thật nhiều số 9 lên chào đón đại diện DJU Việt Nam. Comment thật nhiều số 9 ạ. Chào đón em Tâm. Vâng, xin Chào cảm Tâm. ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành cho em rất nhiều tình cảm và những số 9 rất là đẹp, rất là đẹp, rất là dài. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Thì buổi Zoom ngày hôm nay là buổi Zoom cộng đồng dành cho tất cả các anh chị em đã, đang và sẽ sở hữu cổ phần của DGU. Thì hôm nay em muốn dành một buổi Zoom để chia sẻ chúng ta biết được tổng quan về DGU từ những cách tìm hiểu và lựa chọn dự án, xong đó sẽ đi sâu vào tìm hiểu thế nào để bắt đầu với DGU. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã thu xếp thời gian và có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người và sau đây em xin phép được bắt đầu phần chia sẻ của em. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu, chia sẻ về dự án DGU. Đây là một cơ hội dành cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nó là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Và chúng ta hãy bắt đầu với những bước đầu tiên khi chúng ta tìm hiểu bất cứ một dự án, bất kỳ nào đó, chứ không phải đối với một dự án DGU. Mà chúng ta hãy tìm hiểu tất cả các dự án bằng bốn cái ô màu cam mà em đang dành trên màn hình cho tất cả mọi người ạ. Một dự án bất kỳ khi chúng ta xem xét, hãy xem xét theo bốn yếu tố này. Và chúng ta hôm nay sẽ đi tìm hiểu DGU theo đúng bốn yếu tố này. Và sau đấy chúng ta sẽ kết luận lại. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu pháp lý của doanh nghiệp của một cái dự án đầu tư mà chúng ta dự định sẽ tìm hiểu và tham gia. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về đội ngũ lãnh đạo của công ty đó. Và thứ ba, chúng ta đi tìm hiểu về công nghệ sản phẩm của công ty đó tạo ra là gì. Thứ tư, chúng ta hãy tìm hiểu xem cộng đồng đón nhận nó như thế nào. Và đối với dự án DGU thì chúng ta cũng sẽ đi theo bốn cái hướng này. Vậy thì bốn cái hướng này chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái thứ nhất đó là pháp lý. Chúng ta hãy đặt ra các câu hỏi về tính pháp lý của một công ty bất kỳ hay một dự án mà chúng ta sẽ lựa chọn để đầu tư hoặc là chúng ta đang tìm hiểu để có thể tham gia được. Thì đầu tiên phải xem nó có tuân thủ quy định của pháp luật hay không. Và có thể tra cứu được các thông tin ở công ty ở đâu hay không, ở nơi nào chúng ta tra cứu được, tức là sử dụng một bên thứ ba chứ không nghe từ phía họ nói, đúng không ạ? Thứ hai đó là đội ngũ lãnh đạo họ có năng lực hay không, tức là trình độ của họ như thế nào, năng lực của họ là sao, và họ có ra mặt hay không hay là ẩn danh, đúng không ạ? Trình độ kỹ thuật, năng lực quản trị, có tầm nhìn hay không và có thực hiện đúng cái cam kết như trong cái lộ trình đặt ra hay không, sẽ có giữ lời hứa với nhà đầu tư hay không. Yếu tố thứ ba mà chúng ta cần tìm hiểu ở một dự án bất kỳ đó là tiềm năng của sản phẩm. Tức là công nghệ và sản phẩm đó, công ty đó hoặc một dự án nào đó họ tạo ra, nó có thể ứng dụng được vào cuộc sống hay không? Nó có nhu cầu trong trong thực tế hay không? Và có một nhu cầu trong phạm vi toàn cầu hay không? Tức là càng lớn thì càng tốt. Nó phải tạo ra cái sản phẩm mà người ta đang cần đến và người ta sẽ sẵn sàng dùng đến nó, đúng không ạ? Chứ không nên tạo ra một cái sản phẩm mà xã hội không cần đến và cũng không ai sẵn sàng dùng đến nó, đúng không ạ? Thì như vậy nó không có tiềm năng. Thì chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi như vậy để tìm hiểu bất kỳ một dự án nào. Em đang đi chung từ cái chung, xong chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái riêng. Yếu tố thứ tư khi chúng ta tìm hiểu bất kỳ một dự án nào đó là cộng đồng. Tức là cái sự đón nhận của cộng đồng như thế nào đối với bất kỳ một dự án nào đó, họ đánh giá như thế nào về dự án đó, đúng không ạ? Và bốn yếu tố này chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta có được câu trả lời cho cả bốn yếu tố này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, có thể là tìm hiểu tiếp tục tham gia hoặc có thể dừng lại, đúng không ạ? Nếu như cảm thấy ok là chúng ta có thể tiếp tục tham gia, còn nếu như không ok chúng ta hãy dừng lại. Nó trở về với dự án DGU thì chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu theo bốn yếu cái hướng này. Ở DGU chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm DGU là gì, công nghệ họ tạo ra là gì. Sau đó chúng ta cũng đi tìm hiểu pháp lý, đội ngũ lãnh đạo, công nghệ và sản phẩm và sự đón nhận của cộng đồng đối với DGU. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu từ khái niệm
Digu là gì? Đầu tiên, cái khái niệm của Digu đó là Digu là một công ty công nghệ thông tin quốc tế nghiên cứu, phát triển và tài trợ cho các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ chuỗi khối blockchain. Được thành lập ngày 5 tháng 12 năm 2019 tại Novosibirsk, Liên bang Nga. Hiện nay, công ty đang huy động vốn bằng hình thức bán cổ phần. Tổng cổ phần công ty là 200 tỷ, bán ra 20 tỷ trong giai đoạn huy động vốn cộng đồng, tức là 10%. Trụ sở chính của công ty là văn phòng 701, số nhà 48, Kirova Novosibirsk, Liên bang Nga, mà chúng ta hoàn toàn có thể thăm. Anh chị em, cô chú, chúng ta hãy tham quan văn phòng trụ sở chính của công ty Digu ở Novosibirsk, Liên bang Nga. Chúng ta hãy dành ra vài phút để chúng ta tham quan. Đây là video do công ty tự làm, nói về nơi làm việc của công ty, mô tả về nơi làm việc của công ty, và đây chính là trụ sở chính. Hy vọng trong thời gian tới, Digu Việt Nam và tất cả các cô chú anh chị ở đây có người thân bạn bè ở đất nước Liên bang Nga ở gần đấy, hoặc là chúng ta có thể thu xếp được tận nơi và đến trực tiếp nói chuyện với những người sáng lập công ty Digu và tham quan cơ sở vật chất cũng như đội ngũ làm việc của công ty ở đây. Rất mong cô chú anh chị trong thời gian tới chúng ta có những công ty thực tế sang tận nơi mà nơi Digu đang làm việc và phát triển các công nghệ để chúng ta đầu tư vào hôm nay. Đây là trung tâm khoa học đổi mới Convolver, đây là trung tâm dữ liệu của Digu và bộ phận phát triển trí tuệ nhân tạo phòng kỹ thuật Digu Hightech đang ở đây. Trung tâm dữ liệu riêng của Digu đã có trung tâm dữ liệu riêng. Việc này nó tạo điều kiện cho công ty tạo tất cả các sản phẩm mà không phải phụ thuộc vào bất cứ một bên thứ ba nào. Ngoài trung tâm dữ liệu và trụ sở chính, công ty cũng kết nối được rất nhiều chuyên gia làm việc trực tuyến ở khắp nơi trên khắp đất nước Nga và kể cả những chuyên gia ở những cái vùng xa khác. Làm việc trực tiếp. Quá tuyệt vời phải không cả nhà? Vâng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham quan trụ sở công ty. Và hiện tại Digu đã có hai công ty con đăng ký ở Cộng hòa Sip thuộc nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Đó là Digu Finance và Digu Holding, một công ty chuyên về tài chính và một công ty con chuyên về bảo mật. Việc này để mục đích sau này chuyển nhượng chứng khoán và niêm yết chứng khoán trên các sàn giao dịch chứng khoán của Liên minh châu Âu được thuận lợi, và đây là một biện pháp kỹ thuật để công ty chuyển được cổ phiếu của tất cả mọi người lên trên sàn, sau này giúp chúng ta giao dịch chứng khoán ở trên các sàn giao dịch chứng khoán Liên minh châu Âu. Địa chỉ ở Zone Kennedy 12, Kennedy Business Central Office 504, Nikosip, Cộng hòa Sip. Đây là thủ đô của Cộng hòa Sip. Đây là trụ địa chỉ của công ty con, hai công ty con của Digu nằm ở đây. Rất là rõ ràng. Thì anh chị em mà quan tâm, có người thân, bạn bè ở Cộng hòa Sip và có thể có điều kiện đi sang đó, có thể lưu cái địa chỉ này và đến để trực tiếp làm việc với phía công ty. Đấy là vừa tham quan rồi vừa làm việc, và chúng ta có thể, đấy là một bước để chúng ta check được là liệu trụ sở văn phòng công ty có thật hay không, hay là một cái văn phòng ảo, đúng không ạ? Đấy là khái niệm của Digu. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính pháp lý của công ty. Digu tên là viết tắt của cái chữ Digital Zero. Trong viết tắt của từ Digital Zero tức là kỹ thuật số của bạn.
của tất cả chúng ta đấy. Tên đầy đủ của công ty Digo là tổ chức phi lợi nhuận độc lập thúc đẩy sự phát triển và áp dụng trí tuệ nhân tạo thông qua hỗ trợ khoa học quản lý và phát triển xã hội. Đấy là tên đầy đủ khi đăng ký hồ sơ pháp nhân của Digo. Tên viết tắt là Digo. Hiện thì công ty có tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan được đăng ký tại Liên bang Nga và có thêm cái mã chứng khoán ISIN do Sở Giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SIP cấp. Thì ở đây nó có chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tư pháp Liên bang Nga cấp. Trên màn hình mọi người nhìn thấy ở phía bên tay phải là bản gốc của tiếng Nga. Bên tay trái là em đã tạm dịch thành tiếng Việt để cho mọi người đọc được các thông tin ở trên cái tờ giấy chứng nhận này. Cái này là file mềm, không phải ảnh. Đây là giấy chứng nhận do Bộ Tư pháp Liên bang Nga chứng nhận về việc đăng ký của một tổ chức phi lợi nhuận, tức là một công ty thành lập doanh nghiệp, giống như là đăng ký thành lập công ty ở Việt Nam mình. Đó. Tất cả các thông tin trên này gồm có số đăng ký công ty và ai là người ký quyết định thành lập, ký cái giấy chứng nhận này. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Nga. Ông này lên năm 2019. Thứ hai là giấy chứng nhận đăng ký thuế với Sở Thuế Liên bang Nga. Bên tay phải là bản gốc tiếng Nga, bên tay trái là bản tiếng Việt em đã tạm dịch ra. Nghĩa nó chưa sát hết, nhưng mà mọi người có thể đọc được các thông tin trên đó. Và em cũng đã gửi lại tất cả những cái bản dịch ở bản gốc này trong cái mục pháp lý của công ty ở trên trang tài liệu Digo để cho mọi người tiện tìm hiểu và có thể tra cứu thông tin. Đây có mã số đăng ký thuế và mã số văn phòng. Mã số văn phòng thuế, tức là cái nơi mà cấp cái mã thuế này cho Digo. Thứ ba, đó là cái hồ sơ pháp nhân. Đây có tạm dịch trang 1 cho mọi người tìm hiểu được. Cái thông tin ghi ở đầu tiên, trang đầu tiên là những thông tin quan trọng nhất, tức là hồ sơ pháp nhân doanh nghiệp của DU, trích xuất từ sổ đăng ký nhà nước của Liên bang Nga trong cơ quan quản lý. Chúng ta trích xuất ra để đọc các thông tin này. Đây gồm có tên đầy đủ này, tên viết tắt này, rồi mã số đăng ký này, rồi địa chỉ và người đứng đầu công ty. Rất là rõ ràng các thông tin. Thứ tư là hợp đồng chào bán cổ phần theo điều 437 Bộ luật dân sự Liên bang Nga. Ở đây là bản gốc tiếng Nga, tiếng Anh và bên tay phải là bản gốc, bên tay trái thì em đã tạm dịch nghĩa ra. Nó là hợp đồng chào bán công khai theo điều 437 Bộ luật dân sự Liên bang Nga. Ngày cấp ngày mùng 10, cái bộ luật này từ ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi. Thì tất cả những này gồm có điều khoản, điều kiện và bên đại diện, tức là bên công ty, tổ chức và bên cái còn lại là bên mua chúng ta. Thì khi chúng ta mua cổ phần Digo là chúng ta đã ký hợp đồng với công ty, ký vào cái hợp đồng chào bán này. Và phía công ty là có chữ ký tay từng trang trên hợp đồng này ở dưới, mọi người có thể nhìn thấy. Ở dưới cùng của cái bản, những cái tờ giấy này, nếu là có chữ ký tay của Tổng Giám đốc Alexei Onyev, nó ký cái chữ O đầu tiên này. Và một cái chứng nhận ISIN chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SIP cấp năm đầu năm 2021. Đây là bản gốc tiếng Anh, chưa tạm dịch, chưa dịch nghĩa. Đây là nguyên bản được cấp cho DU. Gồm có mã số ISIN. Và điều này nó đảm bảo cái tính pháp lý để sau này nó tạo điều kiện những biện pháp kỹ thuật quan trọng nhất, điều kiện cần để DU có thể niêm yết chứng khoán trên các sàn giao dịch. Mọi người có thể truy cập vào mục thông tin trong tài khoản Digo của tất cả mọi người để xem hoặc tải các cái tài liệu về Digo để tham khảo này, để đối chiếu, để tra cứu trên một bên thứ ba nào đó. Số đăng ký công ty là 119-547-608-6740. Có thể tra cứu từ website Cục Thuế Liên bang Nga. Cái trang này không liên quan Digo. Đây là trang web chính phủ Liên bang Nga. nrun.nalog.ru. Và ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Đây là những cái thông tin mà em đã tra cứu được. Khi mọi người tra cứu vào cái truy cập vào cái trang web này và chúng ta đánh cái mã số đăng ký công ty ở đây, mọi người nhìn thấy trên hình ấy, thì mọi người bấm vào Nachi, tức là tìm kiếm, thì nó sẽ ra thông tin ở đây bản gốc tiếng Nga. Trên trình duyệt công cốc của Chrome chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt để đọc cái thông tin này. Đây là khi dịch ra tiếng Việt
thì nó sự trùng khớp giữa cái mã số này thì kết quả tìm kiếm là có một, đó là tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Đúng không? Nó chính nói đến DGU của chúng ta và nó nói đến khu vực địa chỉ này, số đăng ký này, số đăng ký công ty này, số đăng ký thuế này, cái văn phòng chứng nhận thuế này và người đứng đầu công ty là Adesso nhé. Nó rất là rõ ràng và chúng ta có thể bấm vào ở bên cạnh có cái mục nhận một trích xuất để nó tải về toàn bộ cái tài liệu này là file mềm, tức là file PDF chứ không phải là ảnh. Điều đó nó khác hẳn với ảnh, ảnh người ta có thể chỉnh sửa được. Nhưng file PDF nó có tính chuyên nghiệp và nó cũng có cái sự tin tưởng nhất định. Đó là tài liệu. Khi chúng ta vào không bấm xem ảnh được mà chúng ta sẽ bấm vào là nó sẽ tự động tải lên máy tính hoặc điện thoại, chúng ta lưu trên máy tính điện thoại. Điều đó là hoàn toàn hợp lý đối với một cái giấy tờ chứng nhận pháp lý. Phần thứ nhất chúng ta đã tìm hiểu và cũng là những cái thông tin chúng ta có thể tra cứu được, đã là cung cấp cho tất cả mọi người những cái mà có thể mọi người có thể tra cứu được. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng thêm cái kênh thông tin từ bạn bè, từ anh chị em chúng ta ở bên Liên bang Nga trực tiếp thực tế đến công ty để có thể tìm hiểu thêm, để xác minh thêm là có thật hay không. Thì cái điều này là hoàn toàn đón được, được ban lãnh đạo công ty chào đón và rất mong là sẽ có nhiều nhiều đoàn hơn nữa đến trực tiếp công ty để làm việc và có thể được tiếp đón, cũng là để tìm hiểu thêm về công ty để hai bên cùng hiểu nhau và cùng làm việc với nhau. Phần thứ nhất chúng ta đã đi tìm hiểu về pháp lý của DGU. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đội ngũ lãnh đạo của DGU, những nhà sáng lập và hiện nay công ty gồm bao nhiêu thành viên chính thức. Về đội ngũ lãnh đạo của DGU thì luôn luôn ra mặt với cộng đồng thông qua các buổi hội thảo, hội nghị. Và mọi người có thể nhìn thấy ngay cái video đầu tiên, đúng không ạ? Ngay cái video đầu tiên là tất cả lãnh đạo nói DGU chào các bạn và xin giới thiệu những người sáng với các bạn những người sáng lập công ty. Ở đây tất cả những nhà sáng lập của chào các bạn, tôi là Agnyop Alexei, tôi là CEO của dự án DGU. DGU là một hệ sinh thái để phát triển và tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi gồm công ty kỹ thuật và quỹ đầu tư mạo hiểm. Công ty kỹ thuật DGU nghiên cứu những thiết kế của riêng mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và có thiết kế then chốt là nền tảng DMP. Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào đội ngũ công nghệ và khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bổ sung khối lượng dữ liệu của công ty kỹ thuật. Xin chào tất cả, tôi là Alexander Yi. Tôi là giám đốc về chiến lược phát triển dự án DGU. Tôi làm công việc hoạch định chiến lược, tìm kiếm các khả năng để phát triển dự án, thiết lập các thỏa thuận then chốt với các đối tác bên ngoài. Nhiệm vụ chính của tôi là làm sao để tất cả các phần của dự án DGU, công ty kỹ thuật, quỹ đầu tư mạo hiểm, cộng đồng những người dùng, cộng đồng các đối tác cùng nhau tiến lên cùng một hướng. Ý tưởng của dự án DGU xuất hiện khi kết hợp các mong ước về bản sao số hóa nhân cách của con người và có thể hiện thực hóa điều đó về phương diện kỹ thuật mà xuất hiện tại thời điểm hiện nay nhờ trình độ công nghệ trên thế giới và đội ngũ mà chúng tôi tập trung được cho dự án. Chào các bạn, tôi là Pova Boris, tôi 31 tuổi. Trong dự án DGU, tôi là giám đốc về công nghệ thông tin hay còn gọi là giám đốc IT. Tôi làm về vấn đề sau. Tôi tạo ra nền tảng kỹ thuật cho đội ngũ và người dùng của dự án, tức là phát triển phần mềm của dự án. Và bên cạnh đó, tôi có vai trò tìm kiếm các ý tưởng mới và tìm các phương pháp để áp dụng chúng vào dự án. Chào các bạn, tôi là Zinenko Sergei, tôi 39 tuổi. Tôi là doanh nhân lâu năm. Trong dự án DGU, tôi có vai trò mà tiếng Nga gọi tắt là DPTO, nói nôm na có nghĩa là đó là người làm công việc để cho dự án kiếm được tiền bằng phương pháp thông thường trên thị trường. Và do đó ở đây hàng ngày có khi cả 7 ngày trong tuần, tôi làm những việc sau: tham gia thiết kế và phát triển các chiến lược của dự án, thiết kế, tạo cấu trúc các tổ chức, thuê mượn người, tìm những nhà thầu, các đối tác và những người đặt hàng cho dự án, cải tiến cấu trúc các tổ chức hiện đang hoạt động trong dự án mà ở mức độ hiện có cũng đã rất nhiều, và cũng như hệ thống hóa quá trình kinh doanh, lựa chọn đội ngũ cho từng dự án cụ thể và giúp các đội ngũ đó hoạt động có kết quả. Tôi muốn nói chi tiết hơn về các nhiệm vụ mà tôi giải quyết trong dự án DGU. Trong số đó, nhiệm vụ lớn nhất mà liên quan đến tất cả người dùng đó là tài khoản cá nhân của nhà đầu tư. Tôi phụ trách việc thiết kế liên tục chúng, tạo cho chúng các tính năng mới,
và hỗ trợ người dùng có tài khoản cá nhân đó. Và làm nhiệm vụ lớn khác, đứng thứ hai về phân loại, liên quan đến an toàn của dữ liệu, bảo quản dữ liệu và các bản sao kỹ thuật số dữ liệu. Và các cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng là các phương tiện bảo quản dữ liệu trên các máy chủ của chúng tôi, trên các tài nguyên của chúng tôi mà bên ngoài sử dụng cho công việc trong dự án. Và tất cả những gì liên quan đến trả tiền, liên quan đến việc để phần mềm làm việc liên tục. Và hiện nay tôi cũng đang thiết kế cơ chế nâng cấp để thu hút thêm mọi người tham gia dự án DGU. Chào các bạn, tôi là Piotr, tôi là giám đốc kỹ thuật dự án DGU. Vai trò của tôi trong dự án là lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật để thiết tạo nền tảng DMP. Nền tảng DMP là nền tảng làm công việc xử lý, bảo quản và thu thập các dữ liệu lớn và các mô hình đào tạo để làm việc với chúng. Ý tưởng chính của dự án là dễ tiếp cận và sử dụng các công nghệ về trí tuệ nhân tạo, không chỉ để cho các công ty lớn và các cơ quan nhà nước, mà trước hết là dành cho những người bình thường. Nói nôm na, trí tuệ nhân tạo là chương trình có khả năng khái quát hóa cơ thể của chúng ta. Dưới con mắt của người ngoài, chương trình như vậy có khả năng phân tích, rút ra kết luận và phát sinh ra dữ liệu mới từ những dữ liệu hiện có, nghĩa là bắt chước hành vi của con người. Chúng tôi đã có công nghệ thị giác máy tính, công nghệ giọng nói để phát ra tiếng nói. Chúng tôi có thể sánh như thị giác của ta và khả năng nói chuyện của con người. Và như vậy, chúng tôi từng bước kỹ thuật số hóa hoạt động sống của con người trong từng lĩnh vực mà họ tham gia. Chúng tôi phát triển và dự án sẽ có những quỹ đầu tư mạo hiểm, sẽ tự mình làm ra tiền và ở mức độ toàn cầu, chúng tôi sẽ tạo ra bản sao kỹ thuật số về nhân cách của con người. Đó là chiến lược của chúng tôi. Trong khoảng 10-20 năm tới, nhờ sự phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo, chúng ta sẽ tìm ra vô số phương pháp thay thế cho công việc lao động nặng nhọc trong nhiều ngành nghề, tự động hóa chúng bằng trí tuệ nhân tạo. Và ngay bây giờ chúng ta có thể thấy quá trình đó trong các nghề như điều hành trung tâm tìm kiếm, các dịch vụ thu ngân ở ngân hàng. Và trong những tháng tới và những năm tới, chúng ta sẽ thấy tài xế xe taxi sẽ được thay thế bằng những hệ thống tự động hóa công việc. Và sau 5 năm nữa, chúng ta sẽ thấy các nhạc công và nhạc sĩ tự động hóa việc chơi và sáng tác nhạc, các nhà thiết kế thời trang tự động hóa và nhiều ngành nghề khác. Dự án DGU cho phép đi sâu vào công nghệ trí tuệ nhân tạo và hiểu được quá trình đang diễn ra trên thế giới ngay từ bây giờ. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Vâng, chúng ta vừa được xem một cái video những người sáng lập của dự án DGU gồm có giám đốc điều hành Alexey Onyev, giám đốc công nghệ thông tin Boris Bova, giám đốc chiến lược Alexander Yi và giám đốc kỹ thuật Piotr Tagunov, giám đốc chiến lược kinh doanh Sergey Zinenko. Đấy là 5 nhà sáng lập của DGU và họ công khai trên tất cả các trang mạng xã hội. Mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin ở trên trang hồ sơ LinkedIn. Boris Bova, Alexander Yi, Piotr Tagunov và Sergey Zinenko thì nó để tiếng Nga, em không tiện bỏ vào đây vì không nó cũng nhận đọc được. Nhưng mọi người có thể tìm hiểu trên hồ sơ LinkedIn về những người sáng lập của công ty, họ đã đạt được những thành tựu gì trong quá khứ. Họ là những doanh nhân lâu năm này, họ là những nhà lập trình này, họ là những người có trình độ về kỹ thuật, về công nghệ và họ đang đầu quân, tức là đang làm việc cho DGU để tạo ra những sản phẩm và quản trị những cái đồng tiền của chúng ta, sinh ra được lợi nhuận để trả lại cổ tức cho chúng ta, trả lợi nhuận cho nhà đầu tư vào DGU. Và năng lực của đội ngũ DGU đã được khẳng định qua 2 năm phát triển với vô số các thành tựu đạt được. Rất là non trẻ, nhưng 2 năm qua mọi người nếu đã tham gia, đã đầu tư vào DGU, mọi người đã nhận được 2 lần cổ tức đúng không ạ? Mọi người đã có thể đầu tư vào sản phẩm kiếm tiền đầu tiên đúng không ạ? Mọi người được nhìn thấy những cách làm việc của công ty đối với đội ngũ lãnh đạo luôn luôn thực hiện đúng cái cam kết đối với nhà đầu tư, chưa bao giờ sai hẹn. Họ có khát vọng tạo ra sản phẩm mang tính đột phá và họ đang và đã làm được và sẽ làm thêm các sản phẩm mới trong tương lai và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần lộ trình, luôn thực hiện đúng cam kết với các đối tác và thực hiện tốt cái lộ trình đề ra, thậm chí còn thực hiện tốt hơn so với các lộ trình đặt ra mà chúng ta có thể tìm hiểu trong cái lộ trình ngày hôm nay. Lộ trình của công ty đặt ra trong 10 năm từ năm 2019 đến năm 2030, đấy là một chặng đường rất dài và chúng ta sẽ phải tiến hành kế hoạch thực hiện hàng năm. Chúng ta hãy chú ý đến những mốc sau, mốc 2019, đó là khi công ty bắt đầu thành lập, khởi động dự án.
tháng 12 năm 2019. Năm 2023, công ty đặt ra mục tiêu là trả cổ tức đầu tiên cho tất cả các cổ đông của DigiWu. Năm 2025 là IPO thành công, dự án đầu tiên trong hệ sinh thái DigiWu. Năm 2030 là phát triển hoàn thiện nhân cách kỹ thuật số, bất tử kỹ thuật số, tức là con người ảo. Đây là một sản phẩm hoàn hảo nhất của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo đây là tổng hòa tất cả các công nghệ của trí tuệ nhân tạo trong một cái sản phẩm này. Nếu như tạo được cái sản phẩm này, đó là sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất của tất cả các công nghệ trí tuệ nhân tạo, gồm có 5 công nghệ mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu, và 5 công nghệ của DigiWu đang phát triển trong những phần sau của buổi Zoom ngày hôm nay. Và ở đây muốn nói đến, nhấn mạnh đến cái điểm mà đội ngũ công ty đang thực hiện tốt hơn so với lộ trình, đó là cái việc mà đã tạo ra được sản phẩm, tạo ra được nguồn thu nhập để có thể trả được lợi nhuận cho tất cả các cổ đông của DigiWu sớm hơn 2 năm so với lộ trình đặt ra. Công ty DigiWu đã trả cổ tức đầu tiên cho tất cả các cổ đông của công ty vào tháng 12 năm 2020, nhân dịp sinh nhật công ty tròn 1 tuổi. Và cái điều này nó sớm hơn so với lộ trình đặt ra năm 2023 là hơn 2 năm. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được đội ngũ công ty sẽ tiếp tục làm việc, tạo những sản phẩm chất lượng và mang lại cái doanh thu để có thể IPO sản phẩm đầu tiên sớm hơn so với lộ trình năm 2025. Đó là một điều mà đội ngũ công ty đặt ra quyết tâm rất lớn, 5 năm đầu tiên sẽ phải thương mại hóa được sản phẩm. Nhưng thực ra đã làm sớm hơn. Nhưng mà để mà IPO được, để giao dịch chứng khoán được các cổ phần của DigiWu trên các sàn giao dịch chứng khoán thì phải đợi đến cái mục tiêu năm 2025, có thể sớm hơn. Và năm các quá trình sau đó thì phải tạo ra cái sản phẩm hoàn hảo nhất. Ngoài cái việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận, họ còn phải tạo ra một cái sản phẩm hoàn hảo nhất. Điều đó nó thúc đẩy cái gì? Cái tính gọi là khát vọng, một cái khao khát tạo một cái sản phẩm mang tính cách mạng, đột phá, chứ không phải chỉ dừng lại ở mức là sản phẩm mà có lợi nhuận. Đây là cái tính mang họ làm việc không phải vì cái lợi nữa, mà họ làm việc vì cái danh, tức là cái danh tiếng của họ. Khi mà nhà đầu tư chúng ta đi theo một cái đội ngũ mà họ làm việc không những vì lợi nhuận, mà họ làm việc cả cái danh tiếng, và họ bất chấp tất cả mọi thứ, dù khó khăn đến mấy, họ phải vượt qua để họ có thể tạo ra cái sản phẩm cuối cùng mà họ là cái mục tiêu đặt ra trong cái lộ trình, thì điều đó hoàn toàn giúp cho tất cả các nhà đầu tư chúng ta yên tâm tham gia vào dự án. Còn khi mà đội ngũ họ chỉ làm việc với cái lợi nhuận của họ thì tất cả các nhà đầu tư còn lại sẽ là người bị xả lên đầu, tức là sẽ bị chết. Tất cả các dự án trước đây, chúng ta hãy liên hệ lên tất cả những dự án mà chúng ta đã từng tham gia trong quá khứ. Những cái dự án có thể là sống rồi, có thể đang chết, nhưng mọi người có thể nhìn đi thì hầu như tất cả những cái điểm này nói không hề sai. Mặc dù vẫn có đầy đủ tính pháp lý, vẫn đầy đủ năng lực, nhưng vẫn đầy đủ về sản phẩm, về công nghệ, về cộng đồng, nhưng mà vẫn chết. Vì cái thứ nhất là cái lợi và cái danh nó không đi cùng với nhau. Thứ hai là có khát vọng, có tiềm năng nhưng năng lực lại không đủ. Có khát vọng, có tham vọng, muốn tạo sản phẩm nọ, sản phẩm kia, nhưng mà cái năng lực và trình độ không đủ, không đủ về trình độ kỹ thuật để có thể tạo ra sản phẩm đó. Thứ hai, không đủ về năng lực quản trị để quản trị dòng tiền và vận hành cái dòng tiền sinh ra lợi nhuận. Cái chương trình liên kết 2.0 của DigiWu nó thể hiện luôn cái năng lực nhìn ra cái điểm hồng của DigiWu, và nó phải tổ chức lại để đảm bảo cái dòng tiền vận hành đúng và đủ để sinh ra lợi nhuận cho DigiWu, nó không ảnh hưởng đến quá trình kêu gọi vốn của DigiWu. Đấy là chương trình liên kết 2.0. Mọi người hãy phân tích mổ xẻ cái đó ra, trong tài liệu có rất nhiều. Và mọi người có thể liên hệ trực tiếp với những cái dự án mà chúng ta đã từng làm. Để chúng ta nhìn thấy sự khác biệt của DigiWu. Ngày hôm nay em muốn cung cấp cho tất cả mọi người cái bức tranh tổng quát nhất khi tham gia bất cứ một dự án nào, chứ không chỉ đối với DigiWu, và chúng ta sẽ phải liên hệ lại với những cái gì đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ. Ở đây DigiWu luôn thực hiện đúng cam kết, đội ngũ chưa bao giờ thực hiện sai cam kết một lần nào. Nếu những anh chị em đã từng tham gia lâu nay thì mọi người có thể liên hệ lại cái này. Trong quá trình phát triển của DigiWu chưa bao giờ đã nói là làm. Ví dụ như công ty bảo tháng 12 này chia cổ tức, thì đến ngày 27 công ty đã dự định từ ngày 27 đến 31 này chia cổ tức, thì mọi người cứ chờ đến đó mà xem. Những ai mà chưa được nhận lần nào thì hãy chờ đến đấy mà xem.
Còn những ai mà đã nhận hai lần vừa rồi, công ty đặt ra mục tiêu là đến tháng 5 năm 2021 trả cổ tức lần thứ hai, hay tháng 12 năm 2020 trả cổ tức lần 1, thì đúng đến ngày đó là tiền nó tự vào tài khoản của mọi người, chứ mọi người không phải cần đi đòi đâu. Hiện tại những ngày đầu thành lập công ty với 6 nhà sáng lập và đội ngũ nhân viên ban đầu là có 10-15 người, hiện nay đã có 61 nhân viên chính thức và các chuyên gia làm việc từ xa. Đấy là những người được làm theo thời vụ, theo từng mục tiêu của dự án. Còn nhân viên chính thức của công ty hiện tại công bố công khai là có 61 người. Một công ty rất rõ ràng về pháp lý, về nhân viên, về trụ sở văn phòng và về cái việc họ đang làm. Thông tin một số nhà sáng lập thì mọi người có thể, ai dành được hồ sơ LinkedIn có thể lên để tra cứu. Em để lên trên màn hình. Và sẽ cung cấp lại tài liệu này trong tất cả các trang tài liệu của Digo, trong các nhóm tài liệu của Digo. Em đã cung cấp tất cả thông tin để mọi người có thể tra cứu, giúp cho mọi người dễ hơn trong cái việc tìm và đọc tài liệu. Đấy là phần thứ hai, phần năng lực của đội ngũ lãnh đạo Digo. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem Digo làm cái gì, đúng không ạ? Chúng ta hãy quan tâm đến công nghệ và sản phẩm họ đang phát triển, họ làm cái gì. Về thứ nhất, hãy nói Digo là phát triển hai công nghệ trí tuệ nhân tạo và blockchain. Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ chuỗi khối blockchain. Chuỗi khối tức là công nghệ chuỗi khối blockchain. Blockchain là gì? Là một chuỗi các khối liên kết với nhau, không thể bị sửa xóa hay thay đổi. Tức là không thể làm giả được. Đã ghi vào rồi là không xóa. Nó giống một quyển sổ của chúng ta, một quyển sổ của chúng ta đã ghi và là không thể xóa được. Nhưng nó là thực hiện trên các cái dòng lệnh của máy tính. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang có nhu cầu rất lớn trong đời sống xã hội. Công nghệ chuỗi khối và blockchain cũng vậy, nó có thể được ứng dụng trong tất cả mọi mặt của cuộc sống. Em lấy ví dụ, công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện nay nó đang hiển hiện trong cái điện thoại của mọi người ấy. Ít nhất nó có hai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong đó. Đó là công nghệ sinh trắc học và công nghệ thị giác máy tính. Nó nằm trên cái camera chụp ảnh của mọi người và cái cảm biến vân tay trên cái điện thoại, hay là cái mở khóa bằng màn hình, mở khóa bằng khuôn mặt Face ID của iPhone X trở lên. Đó là những công nghệ của trí tuệ nhân tạo. Nó rất gần với chúng ta và chúng ta đang sử dụng nó. Chúng ta không nhìn thấy, không sờ nắm được, không cầm được, nhưng lại chúng ta đang sử dụng nó mỗi ngày. Công nghệ chuỗi khối blockchain thì nó có thể ứng dụng trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, gồm có công nghệ sản xuất, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục và dịch vụ công. Nếu ứng dụng vào đâu? Nếu ở trong y tế, nó là các hồ sơ bệnh án. Nó sẽ liên quan đến vấn đề gọi là công khai minh bạch cái hồ sơ bệnh án. Không thể sửa xóa, không thể làm giả được. Nó phục vụ cho cái việc gì? Thứ nhất, trong cái việc điều tra phá án, những vụ án mang tính chất liên quan đến thương tích, thương tật của nạn nhân. Hay là những cái hồ sơ mà để được xét duyệt bảo hiểm nhân thọ ấy, để không thể làm giả được cái hồ sơ đó. Không thể làm khống hồ sơ để có hưởng được cái vấn đề về chi trả cái tiền bảo hiểm nhân thọ, đúng không? Đấy, nó ứng dụng vào tất cả các mặt của đời sống xã hội. Hay trong cái giáo dục thì chúng ta, nó có thể ứng dụng vào trong cái việc là cấp văn bằng chứng chỉ cho một sinh viên khi ra trường chẳng hạn. Thì nó giúp gì? Không thể làm giả được cái bằng đó. Nó công khai mà. Và không thể sửa xóa được. Nên cái bảng của anh ra loại khá loại giỏi không thể sửa xóa được. Và cái bảng điểm của anh cũng vậy. Nó cũng sẽ được minh bạch ở trên đó và không thể sửa được. Không thể làm giả cái hồ sơ của anh được. Anh A chỉ có một cái bảng khá hay giỏi hay trung bình hay gì đó. Và số điểm của anh là như thế. Nó giúp minh bạch mọi thứ. Nó giúp công khai mọi thứ và giúp không thể làm giả được. Nếu như là ứng dụng thì đó tạo ra là một, đây là một cái phát minh của thế kỷ 21. Công nghệ chuỗi khối blockchain là một phát minh của thế kỷ 21. Lâu nay mọi người đang nhầm tưởng rằng công nghệ blockchain nó chỉ liên quan đến tiền điện tử. Sai hoàn toàn. Blockchain có thể ứng dụng tất cả các lĩnh vực, từ tài chính, ngân hàng, dịch vụ công, chính trị, y tế, giáo dục, công nghệ sản xuất, thương mại dịch vụ. Trong các ngành như du lịch, thương mại dịch vụ vẫn có thể ứng dụng được, vận tải, các thể loại. Nó vẫn ứng dụng được. Bạn ứng dụng được nó vào sẽ tạo ra sự minh bạch và công khai. Nó hướng đến các xã hội công bằng. Dân chủ công bằng. Văn minh. Nếu ứng dụng được là
quá tuyệt vời. Nó tất cả các mặt của đời sống xã hội đều được ứng dụng công nghệ bộ chuỗi khối blockchain thì nó quá tuyệt vời. Thế tạo ra một cái xã hội đúng là dân chủ, công bằng, văn minh. Hiện tại DeGu đã làm chủ được các công nghệ trí tuệ nhân tạo và blockchain của riêng mình. DeGu phát triển, có phòng phát triển, nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo và phòng nghiên cứu blockchain. Năm công nghệ trí tuệ nhân tạo của DeGu gồm có, thứ nhất là công nghệ thị giác máy tính. Công nghệ thị giác máy tính DeGu Vision nhận dạng các đồ vật, con người, động vật, xác định giới tính, độ tuổi và cảm xúc của con người. Công nghệ này nó đã có trên chợ ứng dụng CS Play hay là App Store trên iPhone hay Android để cho mọi người có thể tải về điện thoại hay máy tính bảng hay là trên laptop mọi người, để mọi người có thể trải nghiệm luôn, tức là thử nghiệm cái bản dùng thử beta này, nó đạt độ chính xác 80%. Đây là nguyên mẫu đầu tiên của công nghệ thị giác máy tính DeGu và nó đang được ứng dụng ở trong một cái thử nghiệm trong một cái chuỗi rửa xe tự động. Một cái chuỗi rửa xe tự động này nó nằm ở Novosibirsk, Liên bang Nga, sát trụ sở công ty. Và ứng dụng cái việc này nó giúp cho cái chủ, người chủ của cái tiệm rửa xe tự động đó, nó không cần phải ở đó, nó vẫn biết được là chiếc xe là của ông chủ nào và ông chủ nào đấy vào mang cái xe đấy vào cái sự dịch vụ của ông ấy, vào của ông chủ, vào trong cái trạm rửa xe đó họ sử dụng những cái dịch vụ nào. Điều đấy giúp cho người quản lý của một cái doanh nghiệp nhỏ như vậy thôi, nhưng họ hoàn toàn có thể không cần phải có mặt ở đó. Họ đi làm việc khác, còn tất cả mọi thứ thì nhờ cái hệ thống camera kết nối với máy chủ của DeGu này, nó đã phân tích và nó gửi tất cả các cái dữ liệu này về cho ông chủ doanh nghiệp kia. Điều đó sẽ giúp hình thành tất cả những cái công nghệ, những cái sản phẩm mà DeGu có thể ứng dụng trong thực tế sau này, ngoài cái việc tự nó hoàn thiện cho công nghệ của nó, để sau này tạo ra sản phẩm cuối cùng của DeGu, thì trước mắt sẽ đưa ra các những cái công nghệ này ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Để ngoài tạo nguồn thu, nó còn tự nó làm mới chính nó, tức là nâng cấp lên. Trí tuệ nhân tạo là nó tự học hỏi mà, tự học hỏi và tự nâng cấp mình lên. Nó giống con người, giống kiểu chúng ta đang tự học tập và tự giải quyết các vấn đề. Công nghệ thứ hai là công nghệ giọng nói DeGu Voice. Công nghệ giọng nói DeGu Voice đó là công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói theo ngữ điệu người dùng bằng tiếng Anh và tiếng Nga. Lâu nay tất cả các công ty lớn đều có công nghệ này. Nhưng một số công ty lớn như Google nó đã công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói hay chuyển giọng nói thành văn bản. Nhưng nó chỉ theo một cái ngữ điệu nào đó thôi. Không bắt chước được ngữ điệu người khác. Nó được một cái ngữ điệu lập trình sẵn, là một cô nào đấy hay một anh nào đấy đọc, là cái nguyên mục bản mẫu. Không thể tự bắt chước một cái giọng đọc người khác thì đấy không thể gọi là trí tuệ nhân tạo được. Trí tuệ nhân tạo nó phải tự bắt chước được, tự học tập được thì mới gọi là trí tuệ nhân tạo. Và đây, cái công nghệ này đã được rà soát hơn một năm nay, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 và tháng 10 năm 2021, công ty đã được cấp bằng sáng chế độc quyền công nghệ giọng nói DeGu Voice này do cơ quan sở hữu trí tuệ Nga cấp giúp patent, cấp tháng 10 năm 2021. Mọi người có thể truy cập vào trang web của DeGu để có thể tìm hiểu về cái bằng sáng chế này và trên các trang mạng xã hội công ty, cũng như có thể truy cập vào trang web chính phủ Nga để tìm hiểu về phía công ty đã đạt được những thành tựu gì. Như lúc nãy em cung cấp thông tin cho mọi người vậy. Công nghệ thứ ba là công nghệ phân tích dự đoán, là khả năng của trí tuệ nhân tạo dự đoán tương lai dựa trên nguồn dữ liệu mà nó được cung cấp. Tức là nguồn dữ liệu mà nó được cung cấp vào, đầu vào. Trí tuệ nhân tạo sẽ thu thập các dữ liệu này, xử lý chúng và dựa trên kết quả đó, dựa trên kết quả phân tích đó, đưa ra các cái dự báo cho tương lai. Nó cũng giống đóng vai trò giống bộ não của chúng ta. Nhận các cái thông tin từ bên ngoài qua các giác quan của chúng ta đó, sau chúng ta phân tích ra. Phân tích và đưa ra các hướng xử lý. Vậy thì đóng vai trò giống bộ não của con người. Còn DeGu Voice là công nghệ giọng nói, nó đóng vai trò giống như cái mồm của chúng ta đang nói chuyện với nhau, để phát ra âm thanh, đọc được văn bản, phát ra âm thanh. Công nghệ thị giác máy tính DeGu Vision nó đóng vai trò giống con mắt của chúng ta vậy. Nó nhìn thấy đồ vật mà nhận dạng nó mà. Nó xác định được đồ vật, sự vật hiện tượng đó. Nó đóng vai trò giống con mắt của chúng ta.
Công nghệ thứ tư là công nghệ sinh trắc học. Công nghệ thứ tư là công nghệ sinh trắc học. Trí tuệ nhân tạo sẽ đo lường các đặc điểm độc đáo của một cá nhân riêng biệt nào đó, được chỉ định và nhận ra người đó theo những đặc điểm này. Mọi người có nhìn thấy tại sao cái iPhone của mọi người hay cái điện thoại của mọi người nó lại mở khóa khi mọi người khi cảm biến vân tay của mọi người bấm vào thì nó mở khóa mà người khác nó không mở khóa không? Đấy, chính là công nghệ sinh trắc học của trí tuệ nhân tạo đấy. Mỗi người sẽ có một cái dấu vân tay khác nhau. Đó là những đặc điểm để nhận dạng con người. Hay cái mống mắt của mọi người. Hay những cái nét trên gương mặt của mọi người. Và cái công nghệ trí tuệ nhân tạo mà cái sử dụng cái FAD ấy, nó còn tự học tập, tức là cái khuôn mặt của chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian mỗi ngày. Nó sẽ tự học tập để điều chỉnh, để nó nhận ra gương mặt ta, mặc dù chúng ta có thể bây giờ đang trẻ, nhưng chúng ta già đi hơn một chút, hoặc có thể xấu hơn đi một chút, đẹp hơn một chút, nó vẫn nhận ra. Độ chính xác nó vẫn đạt đến khoảng 95-9%, chứ không phải là 100%. Và cái công nghệ sinh trắc học này nó đã ứng dụng hàng ngày trong thực tế của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy đâu, không nhìn thấy được cái dấu vân tay trên đó, nhưng chúng ta không hiểu cách vận hành của nó như thế nào. Và chúng ta vẫn đang sử dụng nó mỗi ngày. Như vậy trí tuệ nhân tạo đang len lỏi trong tất cả mặt của đời sống xã hội của chúng ta. Và chúng ta không cầm nắm được, không sờ thấy được. Công nghệ thứ 5 là công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của con người. Đây là công nghệ trí tuệ nhân tạo dùng để thực hiện tương tác giữa máy tính và con người bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hay nói tóm gọn lại, đấy là nói chuyện giữa máy và con người. Giao tiếp tức là nói chuyện, đúng không ạ? Tương tác giao tiếp tức là nói chuyện giữa máy và con người. Một cỗ máy có thể nói chuyện với chính chúng ta bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tức là nó tự nói được, chứ nó không phải nhờ bất cứ một ai chỉ cho nó nói. Nó đóng vai trò như cái gì? Ở đây đóng vai trò công nghệ, đóng vai trò giống cái tai chúng ta. Nó nghe được. Nghe được thông tin để chúng ta nói với nó và nó phân tích để ta nói lại, nói chuyện lại chúng ta, nó hồi đáp lại với chúng ta. Đây là công nghệ thứ 5. Mà 5 công nghệ này Digu đang dần làm chủ và phát triển nó lên một tầm cao mới. Mục đích để nó phát triển gì? Mục đích để nó phát triển được sản phẩm cuối cùng là tổng hòa của 5 công nghệ này. Mà em đã nói năm 2030 trong cái lộ trình ấy. Tổng hòa 5 công nghệ này sẽ tạo ra một chương trình máy tính hoàn hảo, là tạo ra một con người bất tử ảo kỹ thuật số ở trên không gian Internet. Mọi người lâu nay đang nghe đến khái niệm vũ trụ ảo, nhất là những anh chị em mà có chơi tiền điện tử, có tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Rồi bán đất ảo, đúng không ạ? Rồi các đồng tiền chen vũ trụ ảo, đúng không ạ? Digu đã đưa ra khái niệm vũ trụ ảo, con người ảo và không gian ảo từ năm 2019. Cái hướng đi của Digu hoàn toàn chính xác. Từ 2 năm trước, bây giờ được thực tế đã khẳng định điều đó là chính xác. 3 sản phẩm của Digu cụ thể ở đây là gì? Dựa trên cái công nghệ mà Digu đang phát triển, từ các công nghệ đấy công ty có thể tạo ra một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau. Khi đã có công nghệ, anh hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm cụ thể. Sản phẩm của Digu đều là các phần mềm. Digu là hoạt động trong lĩnh vực phần mềm máy tính, phát triển phần mềm công nghệ trí tuệ nhân tạo và phần mềm công nghệ chuỗi khối và blockchain. Thì tất cả những cái sản phẩm công ty đều là sản phẩm phần mềm. Nó sẽ không bao giờ sờ thấy được, không bao giờ cầm nắm được, nhưng nó sẽ ứng dụng trong đời sống chúng ta rất nhanh. Đó là tiềm năng của sản phẩm. Mà nó có thể, ai cũng có thể dùng được. Chúng ta không phải bỏ ra nhiều tiền để dùng nó, để mua nó để dùng. Chúng ta phải bỏ ra 3 hay 5 triệu để mua nó để dùng đâu. Điển hình như khóa học trực tuyến Education là sản phẩm của Digu, mọi người đã còn được học miễn phí mà. Sản phẩm đầu tiên là nền tảng giáo dục trực tuyến Digu Education. Nó có các khóa học về nhiều chuyên ngành khác nhau. Nó giúp cho chúng ta thay đổi tư duy và nhận thức. Để chúng ta biết được trong tương lai, dự báo trong tương lai những ngành nghề nào có thể mất đi và những ngành nghề nào có thể sinh ra mới. Để chúng ta có cái nhận thức đúng. Để chúng ta nắm bắt được cái xu hướng đó mà học đi. Để học lấy một cái kỹ năng nào đó. Để phù hợp với cái ngành nghề có thể trong tương lai là sinh ra. Để chúng ta làm cái ngành nghề đó. Còn những cái ngành nghề mà nó có thể mất đi chúng ta. Tránh nó đi. Đến một lúc nào đó sẽ có những người thất nghiệp. Nhờ cái sự phát triển của khoa học công nghệ.
robot nó sẽ thay thế những công nhân trong các nhà máy. Vậy thì người đầu tiên đó là những công nhân sẽ thất nghiệp, những công nhân lao động chân tay sẽ thất nghiệp. Vì nếu như nhìn trong các đại dịch vừa rồi, những cái doanh nghiệp nào mà có robot thì hoạt động vẫn bình thường, đúng không? Họ không sợ virus, robot nó không có nghỉ phép, không nghỉ lễ, không nghỉ thai sản, cũng không có nghỉ Tết, và nó làm việc 24/7, nó không cần ăn cần ngủ luôn. Đấy mới nói robot, những cái robot có răng phóc, tức là những robot công nghiệp để nó thực hiện trong các nhà máy, trong các xí nghiệp, những thực hiện những công việc chân tay thay cho người lao động, những công nhân làm việc chân tay. Còn chúng ta đừng cạnh tranh với robot, là đừng cãi nhau với robot làm gì, sao mày lại cạnh tranh công việc của tao, mà hãy dịch chuyển dần đi, dịch chuyển dần bằng cách là bắt nó phục vụ ở chúng ta. Đừng bao giờ cãi nhau cái máy, đúng không? Mày tìm cách đưa cái máy nó phục vụ cho chúng ta. Đừng bao giờ cãi với cái điện thoại là sao mày hoạt động được mãi, mày biến cái công cụ, cái điện thoại, cái máy tính của mỗi người ấy, thành cái dụng cụ làm việc của chúng ta, công cụ để kiếm tiền của chúng ta trên mạng, hay công cụ chúng ta giao lưu với thế giới bên ngoài, công cụ chúng ta học tập. Chúng ta hãy biến nó thành cái vật có ích cho mình. Đó là xu hướng. Chứ còn chúng ta không mất thời gian để đánh nhau với nó đâu. Không đánh được lại với chúng nó đâu. Chúng ta không thể đua với chúng nó đâu. Không đua năng suất được với robot đâu. Nó làm việc 24/7, cần ăn cần ngủ đâu, không có ốm đau gì đâu. Làm sao mà đua được năng suất để mà cạnh tranh với nó. Nên tìm cách chuyển dịch dần đi. Thay vì không đua với nó, ta tiến lên làm chủ nó đi. Tìm cách mà làm chủ nó, để biến nó thành công cụ, để giải phóng sức lao động chúng ta này. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên của Digo không phải là sản phẩm kiếm tiền, mà cũng không phải sản phẩm dạy mọi người kiếm tiền, mà là sản phẩm nói về tính giáo dục và dạy cho chúng ta các kỹ năng để chúng ta có thể thích nghi được với cuộc sống trong xã hội mới. Xã hội càng phát triển lên sẽ có nhiều công nghệ phát triển. Nếu chúng ta không học, tức là học cách sử dụng nó thôi, chứ chưa cần học cách để gọi là cái gì cao siêu để tạo ra nó hay làm gì đó, mà chúng ta chỉ cần học cách sử dụng nó thôi. Ví dụ như cái tivi trong nhà mọi người ấy, ngày xưa chỉ là tivi đen trắng hay tivi màu, gắn anten lên cái bắt truyền hình mặt đất UTH, UTH với lại VHF với UHF ấy, là xem được các chương trình thời sự, đúng không ạ? Nhưng từ năm 2017-2018 là chính phủ cắt rồi, nhà nước ta cắt mất cái truyền hình mặt đất rồi, analog rồi, chuyển sang truyền hình vệ tinh rồi, phải có thêm cái đầu chảo để thu. Hoặc là những cái tivi bây giờ, tivi thông minh kết nối trực tiếp với mạng internet, nếu như ông bà mà không học mà mở thì suốt ngày chỉ nhìn thấy cái bức tranh ở trên tường thôi, không mở xem thời sự được, không mở là xem những chương trình mình yêu thích được. Nhưng nó rất tiện, nó sự phát triển lên công nghệ cái tivi. Vậy thì không phải cái tivi bây giờ nó kém hơn cái tivi ngày xưa, đúng không ạ? Mà cái tivi bây giờ nó thông minh hơn ngày xưa, nhưng mà phải học cách sử dụng nó. Còn nếu không học cách sử dụng nó thì vậy thì có tivi trong nhà cũng thành không, thì tự chúng ta loại bỏ chúng ta ra khỏi xã hội, loại bỏ ra khỏi quá trình phát triển số hóa của nhân loại. Chúng ta phải học đấy chứ, học không có gì to tát cả, giáo dục không phải gì to tát cả, học. Chúng ta là người học là chúng ta học cách sử dụng, học cách làm việc. Còn người thầy là người bày cho chúng ta cách sử dụng và cách làm việc. Như vậy thôi, đơn giản vậy. Chúng ta nôm na vậy, không phải chuyên gia hay đào tạo gì kỹ sư cao cấp đâu. Học những cái từ những cái đơn giản nhất. Ngay trong gia đình chúng ta đang học cách sử dụng những cái sản phẩm, học những cái sử dụng các sản phẩm mà hiện đại, đúng không ạ? Ngày xưa thì làm gì có máy giặt, có điều hòa, có tivi, internet để xem, hay là có những cái thiết bị tủ lạnh, thiết bị gì đó để tạo tiện sự tiện nghi cho con người như bây giờ. Vậy thì giặt là giặt tay thôi, xong rồi phơi, bỏ ra phòng vò xong rồi phơi. Bây giờ phải bấm nút giặt chỗ nào, rồi giặt ngâm như thế nào, rồi vắt như thế nào, rồi xả như thế nào. Bây giờ phải học hết, đố ai không học mà làm được ấy. Hay từ cái điều hòa bật như thế nào cho nó mát, bật chỗ nào cho nó ấm, không học biết bấm chỗ nào, đúng không? Ngay cái người mà cái thằng mà đi lắp chúng ta điều hòa thôi, nó cũng phải chỉ cho chúng ta là anh bấm chỗ này. Nếu như trường hợp là không biết nó đi, thì không biết đọc, bấm chỗ này này là nó mát, bấm chỗ này nó tắt này. Đấy là nó đang bày chúng ta, nó chúng ta phải học nó đấy. Nên là cái việc học không phải là học cái gì cao siêu cả, mà học các kỹ năng để chúng ta thích nghi được với cuộc sống mới. Digo nó cung cấp bài học đầu tiên cũng là bài học về thay đổi tư duy, về nhận thức, để chúng ta có thể nhìn được xa hơn.
chứ không phải là học để kiếm tiền đâu. Sai hoàn toàn. Nếu chúng ta học kiếm tiền là chúng ta sai đấy. Khi có kiến thức là tiền sẽ tự đến. Kiến thức là tiền, học làm cái gì cũng sẽ được. Kiến thức là những kinh nghiệm nó tích lũy mỗi ngày thôi, không có gì cao siêu cả. Chúng ta hãy đơn giản như vậy để cho cái cuộc sống chúng ta nó đơn giản hơn một chút, để cho cuộc sống chúng ta thoải mái hơn một chút và chúng ta thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nó không phải áp đặt một cái gì đó phải học lại, à ngại lắm, đúng không ạ? Đấy, cái sản phẩm đầu tiên của DU là sản phẩm nói về giáo dục và dạy chúng ta về kỹ năng, các kỹ năng. Đấy là sản phẩm DU Education nằm ngay trên tài khoản của mọi người đều có nhé. Sản phẩm thứ hai của DU đó, sản phẩm quản lý tiền điện tử DUL. Sản phẩm này hoạt động hơn một năm nay. Lợi nhuận trung bình một năm là, một tháng là 1.5-3.5% một tháng. Và một năm là trung bình, một năm qua là hơn 30%. Như vậy là tạm ổn rồi. Cao hơn so với ngân hàng truyền thống gần 4 lần. Đây là sản phẩm dựa trên công nghệ phân tích dự đoán của trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối blockchain. Tức là giao thoa giữa công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo. Hai cái dòng công nghệ này giao thoa với nhau. Sản phẩm này là kết hợp giữa hai công nghệ. Đây là trung gian thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung để đem về lợi nhuận. Nó là trung gian thanh khoản, chứ nó không phải đi giao dịch. Nó không phải là người trader, mà nó chỉ làm trung gian đổi tiền thôi. Thì nó an toàn tuyệt đối 100%. Nó giống như cái việc mà em huy động vốn của mọi người, xong em làm một cái điểm trung gian thanh khoản, tức là điểm đổi tiền. Em huy động của anh Hiển, của em Huệ này, mỗi người 1 triệu, hay là mỗi người 20 triệu, hay là 30 triệu gì đó. Xong em sẽ mua đô của một cái anh A, anh ấy có đô anh cần bán là tiền Việt, thì em sẽ mua anh với giá 22, 23 gì đó. Xong rồi một cái anh B lại có tiền Việt, anh lại muốn mua đô để anh thực hiện cái công việc của anh đấy, để anh đi giao dịch cái việc gì đó, và anh ấy cần dùng đến đô la Mỹ, thì anh lại mua đô của em. Và em bán với anh với giá 24. Chênh lệch giao dịch giữa hai người đó, khi thực hiện hai giao dịch đó có chênh lệch, thì đó chính là lợi nhuận. Em phải dành một nửa để em chia lại cho hai cái bạn mà em và những cái người mà em đang huy động vốn kia 50%, còn 50% em giữ lại là cái lợi nhuận của em. Cái điều đó nó rất là minh bạch. Và dù có bán là cái không bán thì gốc nó cũng không mất. Cái một em mua lại của họ thì gốc vẫn đó. Họ anh A không B sẽ có anh C mua. Anh C không mua sẽ có anh D mua. Mà anh D không mua nữa thì em để lên sàn em mua bán để em thu hồi lại gốc đó. Như vậy nó không hề mất một cái gì cả. Đấy em mới nói là đảm bảo an toàn không giam vốn là như vậy. Đây là bản chất của sản phẩm quản lý tiền điện tử, nhưng chỉ chấp nhận ba đồng tiền điện tử là Bitcoin, Ethereum và USDT. Sản phẩm nó hoạt động được hơn một năm nay, từ 30 tháng 9 năm 2020, và bây giờ vẫn hoạt động tốt. Rất nhiều nhà đầu tư đang gửi tiền vào đấy, đến bản thân em cũng vậy. Em là trải nghiệm và em cũng là người trải nghiệm đầu tiên để em có thể nói với mọi người. Sản phẩm thứ ba hiện tại đang cho thử nghiệm toàn thế giới, không phải chỉ cộng đồng DeGu mà cộng đồng tiền điện tử. Anh chị em mà đã có tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, biết đến các sàn giao dịch phi tập trung thì chắc chắn sẽ không được bỏ qua cái này. Nếu mọi người sang sử dụng sàn Uniswap với phí giao dịch rất là cao, những cái đồng Ethereum ERC20 thì phí giao dịch rất là cao và tốc độ rất là chậm, thì mọi người hoàn toàn phải quan tâm đến cái vấn đề này. Nó giải quyết được vấn đề gì? Tức là sản phẩm của DeGu tạo ra phải giải quyết được cái gì? Chứ không phải tạo sản phẩm mà thế giới không cần đến thì tạo ra làm gì, đúng không ạ? Là rác. Đây là sản phẩm sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung chuỗi chéo đang thử nghiệm mở alpha và làm AeroP, tức là mọi người làm thử nghiệm này sẽ được tặng token. Giống như các AeroP của các cái sàn giao dịch khác. Trước khi khởi chạy chính thức, AR Finance quý 1 năm 2022 sẽ khởi chạy mạng chính và bán công khai token AR của sàn giao dịch AR Finance. Như vậy sản phẩm này nó giải quyết được hai bài toán của công nghệ blockchain trong tiền điện tử. Thứ nhất là tốc độ ở phía giao dịch của các mạng ERC20. Thứ hai là nó giải quyết cái tính phân mảnh blockchain, tức là tạo ra quá nhiều blockchain, nào gồm có Polygon rồi Matt rồi Solana rồi Binance Smart Chain rồi ERC20 đấy. Rồi Heco hay là Avalanche. Nhưng mà tất cả các cái mạng này nó không tương tác chéo với nhau được. Tức là đồng tiền này không thể chuyển đồng tiền nọ trên
các sàn giao dịch phi tập trung được, mà nó chỉ thực hiện các cái đồng trong cái mạng cùng của nó thôi. Như vậy KKE chỉ chuyển sang 3 KE được thôi, không thể từ KKE chuyển sang ETH được, hay từ ETH chuyển ra KKE hay 3 KE được. Vì điều đó là không thể, chưa có một sàn nào có cái công nghệ đó. Nhưng AR Finance của Digu đã làm được và đang cho testnet thử nghiệm này. Mục đích testnet thử nghiệm là kiểm tra cái tính ổn định của nó, tìm ra các lỗi để khắc phục trước khi chạy mạng chính. Sản phẩm đưa ra thị trường là phải hoàn hảo. Cái tính cầu toàn của đội ngũ AR Digu rất là cao. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng cái tiềm năng này. Một sản phẩm mà có nhu cầu thực trong thực tế và nó đang áp dụng được vào trong một cái trend xu hướng, một nhà nhà người người đang chú ý đến tiền điện tử, thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự thành công của nó. Đấy em mới nói là sản phẩm nó có tiềm năng hay không, nó có ứng dụng được thực tế hay không, và nó có nhu cầu hay không. Phải đánh chắc vào cái nhu cầu, nó phải là nhu cầu của toàn thế giới. Em đã nói đến cái sản phẩm và công nghệ của Digu và cái tiềm năng đó, là phân tích cho mọi người thấy, đúng không ạ? Còn mọi người hãy tìm hiểu thêm. Digu đã có các sản phẩm đem lại thực tế cái lợi nhuận cho công ty và nhà đầu tư, đúng không ạ? Đấy là cái sản phẩm. Sản phẩm công nghệ của Digu là xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại, trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò là nòng cốt, là nhân tố chính của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư, và trong tương lai nó vẫn sẽ đóng vai trò chính. Ba cái nòng cốt chính của 10 lĩnh vực của cách mạng công nghiệp 4.0, người ta gọi là cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng thực ra nó là cách mạng khoa học công nghiệp công nghệ lần thứ tư. Thế giới đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp rồi, lần này là lần thứ tư. Nó thêm gắn thêm là cách mạng công nghiệp công nghệ, thêm cái từ công nghệ lần thứ tư. Ba lĩnh vực chính của cách mạng này đó là trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và vạn vật kết nối IoT. Còn nhiều cái lĩnh vực khác nữa, còn 7 lĩnh vực nữa, còn công nghệ vật liệu mới, rồi sinh học, công nghệ điện toán đám mây, vân vân, chuỗi khối blockchain, đó vân vân. Những cái công nghệ đó nó vẫn thuộc trong 10 lĩnh vực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Digu đã làm chủ 5 công nghệ của trí tuệ nhân tạo, có phòng nghiên cứu blockchain của riêng mình. Điều đó cho phép Digu có thể phát triển các sản phẩm phần mềm chất lượng ngay từ bây giờ và trong tương lai. Sản phẩm của Digu hướng đến cuối cùng là hoàn thiện nhân cách bất tử kỹ thuật số. Đấy là con người ảo trong không gian ảo, tức là con người sẽ tồn tại trong vũ trụ ảo. Mà em đã nói, nó liên quan đến 5 công nghệ mà Digu đang phát triển về trí tuệ nhân tạo. Tổng hợp của 5 công nghệ đó sẽ tạo ra con người ảo. Chúng ta vừa đi tìm hiểu về công nghệ và sản phẩm của Digu. Phần cuối cùng chúng ta đi tìm hiểu đó là sự đón nhận ở cộng đồng đối với Digu. Tổng hợp năm 2020, sau một năm thành lập, Digu có 50.000 đối tác ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Hiện nay là 2 năm thành lập, Digu đã có 182 quốc gia và vùng lãnh thổ có các đối tác tham gia và hơn 103.000 đối tác đang tham gia vào Digu. Con số này không ngừng tăng lên mỗi ngày. Digu đã bổ nhiệm 14 đại diện quốc gia tại Ý, Indonesia, Việt Nam, bờ biển Nga, Cuba, các quốc gia Nam Mỹ và Châu Phi. Sắp tới sẽ thêm các đại diện ở các nước khác trong quá trình làm việc. Mà những đối tác tích cực ở các quốc gia đó, công ty sẽ bổ nhiệm thêm các đại diện để tiện cho việc liên hệ, hỗ trợ từ cộng đồng và phản ánh về phía công ty để hoàn thiện các cung cách làm việc. Chúng ta có thể xem một cái đoạn video ngắn nói về các đối tác của Digu trên toàn thế giới. Hello. Hello. Hello, namaste. Assalamu alaikum. Hello. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Rafael Ruiz. Soy de Venezuela y soy socio de Digu. Je m'appelle Abdi Salus Oniger. Je suis partenaire Digu. Soy Nilson Ortega Moreno de Cuba. Socio de Digu. Hola, mi nombre es Gloria Molina de México.
y soy socia de DIGU. My name is Ravinder Dalal and I am from India and I am a DIGU partner. Thank you. Hola, soy Henry Palomino, peruano y soy socio de DIGU. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn, tôi đến từ Việt Nam, tôi là đối tác của DIGU. Je me nomme Folie Dogba Kwevi du Togo. Je suis partenaire DIGU. Je m'appelle Nico Parfait du Togo. Je suis partenaire DIGU. Soy Sergio Martinez Pogasnova, soy de Cuba, soy socio de DIGU. Hola, soy Eduardo Torres de Cuba y soy socio de DIGU. Nos primeraron una etapa. Mai India ke Sonipur Assam se belong karta hu aur main DIGU ka ek partner hu. Dhanyawad. Namaste, mera naam Amrita Lungeli, main India Assam se hu, main DIGU ka partner. Namaskar, mera naam Phulmai Mili, main India Assam state ka hu, main DIGU ka ek partner hu. Thank you. I am Manoj Kumar from India. I am DIGU partner. I am Kiran Kumar from India. I am DIGU partner. Salut. Je m'appelle Valérie Goumou, je suis guinéen, partenaire DIGU. Partenaire DIGU. 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 DIGU, c'est le futur. Fanny Kofi de la Côte d'Ivoire, je suis Rosalie Agro de la Côte d'Ivoire. Nous sommes partenaires à DIGU. Vâng, rất nhiều màu da, rất nhiều sắc tộc và chúng ta nhìn thấy rất nhiều gương mặt ở khắp nơi trên thế giới đang tham gia vào DIGU chứ không phải chỉ mình Việt Nam. Chúng ta đang tham gia một cộng đồng rất đông và những người đang và sẽ tích cực chia sẻ với dự án DIGU. DIGU cảm ơn tất cả các đối tác của DIGU trên toàn thế giới. Hiện tại ở Việt Nam thì tháng 10 thì em được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ là đại diện cho công ty tại thị trường Việt Nam. Số phone, đó là số điện thoại và email của em có công khai trên màn hình để cho mọi người tiện liên lạc làm việc để hỗ trợ tất cả cộng đồng. Em ở đây để hỗ trợ tất cả cộng đồng DIGU Việt Nam, tất cả những cái vấn đề liên quan đến tài khoản của mọi người cũng như quyền lợi và những cái việc mà mọi người cần thao tác trên tài khoản cũng như lĩnh vực tư vấn đầu tư vào DIGU. Thì tất cả anh chị em có thể lưu lại số điện thoại cũng như là email của em để tiện cho quá trình làm việc và hỗ trợ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp. Đấy là về cộng đồng của DIGU, không phải mình chúng ta mà tất cả những quốc gia, rất nhiều quốc gia, có rất nhiều con người đang tham gia vào DIGU hàng ngày. Và con số này không ngừng tăng lên mỗi ngày. Sinh nhật lần thứ 3 chúng ta sẽ có nhiều hơn những gương mặt. Và con số này chắc chắn sẽ nhân lên gấp đôi. Đấy, sau một năm đã tăng lên gấp đôi. Sự đón nhận ở cộng đồng, công nghệ sản phẩm của DIGU đã giúp cho chúng ta có được cái tầm nhìn, giúp chúng ta có tài liệu để tìm hiểu về DIGU, đúng không ạ? Vậy thì kết luận lại, sau khi chúng ta tìm hiểu từ đầu đến giờ theo bốn cái yếu tố thì chúng ta có thể kết luận là DIGU đầy đủ tính pháp lý, rất là rõ ràng. Đội ngũ lãnh đạo công ty có năng lực. Sản phẩm công nghệ của DIGU là cần thiết và có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống. Và được đông đảo cộng đồng đón nhận trên toàn thế giới. Đây chỉ là khởi đầu của DIGU. Chúng ta mới chỉ bắt đầu, mới 2 năm thành lập. Và chúng ta hãy tìm hiểu xem DIGU thành lập để làm gì. Đúng không ạ? DIGU thành lập để làm gì? Đó chính là tầm nhìn và sứ mệnh của DIGU. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. DIGU phải tạo ra được các sản phẩm phần mềm chất lượng trong tầm nhìn, trong lộ trình đặt ra. Tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Tức là phải có người dùng sẵn sàng bỏ tiền ra để dùng nó thì mới mang lại cái lợi nhuận. Thứ hai là phải tạo ra được cái sản phẩm con người ảo hoàn hảo trong cái lộ trình đặt ra năm 2030. Phiên bản ảo của con người thật của chính chúng ta này, trong không gian kỹ thuật số, nó có đầy đủ các mối quan hệ nhận thức của con người thật, tức là một phiên bản của chính chúng ta trong không gian internet, trong không gian ảo. Robot trước đây chúng ta gần 20 năm trước chúng ta nhìn thấy đó là robot có dáng vóc, tức là một cỗ máy di động và chúng ta nó có thực hiện các cái động tác, các thao tác, cách nói chuyện giống với con người. Ở Nhật Bản, đúng không ạ? Đã tạo ra những cái robot, những chú robot đã có thể chưa đau bóng hay gì đấy. Hay thực hiện các nhiệm vụ, hay làm những công việc cho các nhà hàng, cho các chuỗi dịch vụ, ở sân bay. Đấy là robot có dáng vóc.
Nhưng tiến tới sẽ còn có những cái dạng robot không có răng vóc cụ thể. Đó là các chương trình máy tính. Nó tồn tại trên không gian Internet. Và nó có tất cả các khả năng giống như con người. Nó cũng có thể giao tiếp. Nó có thể nhận biết được. Và nó tự học tập được. Đấy là những robot không có răng vóc. Là một chương trình máy tính có đầy đủ khả năng giống như con người. Nó chỉ không có hình dạng cụ thể thôi. Nó kết hợp với công nghệ vạn vật kết nối IoT. Nó có thể điều khiển được tất cả các thiết bị trong gia đình chẳng hạn. Chúng ta vào cái nhà, chúng ta chào hỏi đúng không ạ? Có một cái trợ lý ảo ở trong cái phòng. Chúng ta nhìn thấy trợ lý ảo trên iPhone, Siri hay là Alexa. Hay là những cái ngôi nhà smart home, chúng ta sử dụng các cái lệnh thoại để bật đèn này, để mở một thiết bị nào đấy trong ngôi nhà thông minh. Thì đó chỉ là một chương trình máy tính. Đấy là một dạng robot không có răng vóc. Một chương trình máy tính tồn tại trong không gian Internet. Điều này hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ chúng ta mới thấy các ông lớn công nghệ như là Facebook hay là Google hay là các ông lớn công nghệ khác bắt tay vào công nghệ thực tế ảo hay vũ trụ ảo, đúng không ạ? Nhưng DeGu đã đưa vào lộ trình từ năm 2019 về con người ảo và không gian ảo. Điều đó khẳng định cái gì? Ngày hôm nay này được công nhận là cái vũ trụ ảo là xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Thì nó khẳng định cái gì? Nó khẳng định cái hướng đi, cái dự đoán của DeGu là hoàn toàn chính xác cách đây 2 năm. Vậy sứ mệnh của DeGu tạo ra, sinh ra để làm gì? Nói như giám đốc chiến lược Alexander Yee lúc nãy nói trong video về những người sáng lập, nói là làm cho đi cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nó đơn giản nhất, ai có thể tham gia được, làm cho bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào quá trình số hóa và nhận được cái nguồn lợi nhuận từ đó. Thứ hai, nó còn là phân bổ lại cái nguồn lợi nhuận mà lâu nay đang tập trung vào tay các ông chủ tập đoàn lớn ấy, cho tất cả mọi người đang đóng góp nguồn vốn vào sự phát triển số hóa của nhân loại. Vốn trong thế kỷ 21 này đó là tiền và dữ liệu, chứ không phải chỉ là tiền. Mọi người đang có quan niệm là lâu nay vốn là tiền thôi. Nhưng mọi người có biết những cái vuốt tay của mọi người trên cái màn hình điện thoại ấy, hay trên iPad ấy, thì tất cả những cái thao tác đó của mọi người đều được các công ty công nghệ họ thu thập lại. Kể cả các bạn gõ phím ở trên cái máy tính này thôi, đều có một cái phần mềm đang theo dõi lại. Họ sử dụng rất là tinh vi và chúng ta không thể nhìn thấy được. Họ thu thập tất cả các dữ liệu đó lại để mục đích làm gì? Để họ phát triển cái công nghệ của riêng họ, tạo ra được cái gì? Doanh thu. Họ bán cái công nghệ đi thì họ tạo doanh thu và lợi nhuận, họ phục vụ cái mục đích của họ. Nhưng mà cái nguồn chúng ta đã đóng góp cái dữ liệu vào cái đó, tức là chúng ta đóng góp vào số vốn vào cái việc đó cho họ, nhưng họ đâu có trả lại chúng ta bất cứ một đồng nào. Nhưng đối với DeGu là có. Khi bắt đầu mọi người bắt đầu tham gia vào DeGu, từ cái việc mọi người chưa đầu tư, chỉ cần đăng ký tài khoản thôi, thì DeGu đã trả tiền cho mọi người rồi. Tức là phân bổ lại nguồn lợi nhuận cho mọi người rồi đấy. Mọi người hãy nhìn xem công ty trả tiền cho chúng ta chỗ nào, ở đâu, thì chúng ta hãy đi sâu và tìm hiểu chỗ đó, thì sẽ biết được. Cái sứ mệnh thứ ba đó là đào tạo kiến thức về các chuyên ngành sẽ phát triển trong tương lai. Dự báo các chuyên ngành sẽ phát triển trong tương lai và những ngành sẽ mất đi. Nói như lúc nãy phân tích về khoa học trực tuyến Education. Để mọi người có thể nắm bắt và thích nghi với cuộc sống trong môi trường số hóa mới, dạy các kỹ năng mới và sẽ có các ngành nghề mới được tạo ra. Để chúng ta phải thích nghi được cái việc đó. Để chúng ta hoàn toàn có thể làm được những công việc đó. Ngày xưa chúng ta sẽ không nhìn thấy shipper, đúng không ạ? Nói đơn giản ví dụ, cuộc sống bây giờ nhìn thấy rất nhiều anh shipper, tức là giao hàng ấy, người giao hàng nhanh ấy. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Shipper trước đây không có, không phải là một ngành nghề. Trước đây bưu điện chịu trách nhiệm giao hàng, đúng không? Vận chuyển giao hàng, một ngành nghề rất hot. Trước đây là bưu điện, ngân hàng, tiếp viên hàng không. Trong cái đại dịch này thì những ngành nghề đấy không còn là gì nữa. Mà cái anh shipper đấy có thu nhập hàng tháng cao hơn rất nhiều những anh chị em ở đây, em khẳng định như vậy. Đấy là một ngành nghề mới, xã hội. Nó không yêu cầu kiến thức quá cao, nó không yêu cầu người ta phải học trường nọ trường kia, nhưng người ta vẫn có thể làm được, người ta chịu khó và người ta nắm bắt được nhanh nhạy vấn đề đó. Phải nắm bắt được chứ, phải chịu khó làm chứ, phải đến nó xin bảo là
cho tôi nhận cái việc giao hàng và thực hiện những công việc giao hàng đó, sử dụng điện thoại giao hàng này, liên hệ với người nọ người kia, đúng không ạ? Đấy là một công việc của họ, và cái công việc đó hoàn toàn hợp pháp và mang lại lợi nhuận cho họ, mang thu nhập cho họ. Đừng có nghĩ họ thu nhập thấp. Nếu như họ chịu khó, thu nhập họ cao, cao gấp nhiều lần anh chị em ngồi đây hôm nay. Mà điều đó là khẳng định gì? Sẽ có những ngành nghề bây giờ là hot, là tốt. Đến một lúc nào đó sẽ không còn tồn tại hoặc có thể là kém đi. Đừng có hy vọng là công việc mình làm nó sẽ tồn tại mãi mãi. Không có gì tồn tại mãi mãi đâu. Nên chúng ta hãy chuyển dịch dần theo cái sự phát triển của xã hội. Điều đó được cung cấp trong khóa học trực tuyến là về nhận thức và tư duy. Hãy thay đổi nhận thức và tư duy, còn hành động là do mọi người. Thay đổi cũng phải do mọi người. Đón nhận hay không đón nhận. Vậy thì Digu nó đề cao cái tính giáo dục, nâng cao nhận thức và phát triển tư duy con người trong xã hội mới. Nó thể hiện ở ngay cái sản phẩm đầu tiên, không phải là tạo ra một sản phẩm kiếm tiền, mà là một sản phẩm về giáo dục. Giáo dục nhận thức tư duy, chứ không phải là giáo dục để dạy chúng ta kiếm tiền. Sản phẩm đầu tiên của Digu không phải là sản phẩm kiếm tiền. Sản phẩm thứ hai mới là sản phẩm kiếm tiền. Đúng ạ? Như vậy thì đến đây thôi. Chúng ta hiểu được tầm nhìn sứ mệnh của Digu. Tức là Digu nó tạo ra, nó thành lập để làm gì? Hay chỉ thành lập một công ty ra cho vui thôi? Để huy động vốn mọi người cho vui? Không phải. Nói thẳng như vậy. Chúng ta khi quan điểm chia sẻ, chúng ta hãy thẳng thắn như vậy. Làm được cái gì thì nói, không làm được nói luôn. Đúng không ạ? Không có ai bắt bẻ chúng ta cả, cũng không có ai ngăn cản chúng ta, không ai ép buộc chúng ta phải tham gia cả. Cũng không ai bắt buộc chúng ta phải theo ý người nọ người kia cả, mà phải theo cảm nhận của chính mình. Đừng có nghe em rồi đầu tư, hãy tìm hiểu đi. Đừng nghe em hôm nay rồi đầu tư, hãy tìm hiểu trước. Nghe em xong về tìm hiểu đã, thấy ok thì tham gia. Cần hỗ trợ thì em hỗ trợ, còn không thì thôi em không kêu gọi đầu tư. Đây không phải là một chương trình kêu gọi đầu tư, mà chỉ một tính, mang tính chất là chia sẻ một cơ hội và cái cách để chúng ta đánh giá nhìn nhận một dự án. Ngoài ra không có chương trình kêu gọi đầu tư ở đây. Thật tuyệt vời phải không cả nhà? Cả nhà hãy comment thật nhiều con số 9 ạ. Cảm ơn em An Tâm, Đỗ Văn Tâm cũng là đại diện của Việt Nam đúng không ạ? Cả nhà hãy comment thật nhiều con số 9 ạ. Thật nhiều tình cảm ạ, thật nhiều tình cảm dành cho em Tâm ạ. Cảm ơn em là một người mà trao thật nhiều giá trị, cũng là nhiều thông tin đến ạ. Toàn thể cộng đồng nhà đầu tư mà ngày hôm nay em ấy đã được ủy nhiệm những cái thông tin chính thức từ tập đoàn DGU, tập đoàn công ngành công nghiệp về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Như Hiển nói rằng là nếu như cả nhà hôm nay xem cái slide gốc ở trong đó thì toàn bộ những cái thông tin ngày hôm nay thì là gì ạ? DGU Holding đó là tập đoàn, nó không còn là một công ty nữa. DGU Holding nó là một cái tập đoàn luôn về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ, về big data, về dữ liệu lớn, về server, về máy chủ lưu trữ dữ liệu. Nó là độc lập hoàn toàn, nó giống như Google đời đầu ấy. Vậy thì Google đời đầu mà chúng ta có cơ hội để chúng ta sở hữu thì như thế nào ạ? Nó tuyệt vời hay rất tuyệt vời cả nhà? Vậy thì ngày hôm nay chúc mừng cả nhà đã đồng hành sở hữu cổ phiếu gốc, cổ phần gốc của tập đoàn DGU Holding. Đó. DGU Holding này thì là tại sao mà Hiển nói như vậy? Vì trong slide gốc của công ty ở trong chính tài khoản của cô chú anh chị nó cũng đã có slide nói rằng là DGU Holding toàn bộ những cái sản phẩm ngày hôm nay đấy rất là tuyệt vời. Mà Hiển ước rằng Google nó quay lại cho bây giờ, nhưng thực ra không cần Google nữa. DGU tập Holding đã có rồi, chúng ta không cần Google. Vì DGU Holding họ đã có server chủ lưu trữ dữ liệu là DMP và MLF, có nghĩa là hai cái máy server chủ lưu trữ dữ liệu và chuẩn bị thương mại hóa toàn bộ những hạng mục về công nghệ trí tuệ nhân tạo vân vân và vân vân, rất là nhiều đó. Để mà tìm hiểu DGU thì Hiển cũng đã đồng hành, cũng như là đã tìm tòi tất cả những cái thông tin này ở toàn bộ những cái khía cạnh khác nhau về một doanh nghiệp và những cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo ngày hôm nay nó vô cùng lớn, và Hiển cảm giác là chúng ta đang đi trước của xã hội luôn, đó là vậy. Và chúng ta giống như là Google á, giống như là cái
thêm vào chủ còn trên cả Google, trên cả tuyệt vời. Bởi vì ngày hôm nay nếu như Hiển cầm một cái điện thoại lên hỏi chị Google rằng là gì ạ, hỏi chị Google rằng là tôi muốn đến Hà Nội, thì chị Google sẽ trả lời là gì ạ, đến Hà Nội đó. Và gì ạ, trả lời bằng những cái mà gì ạ, bình thường bình dị nhưng nó không phức tạp giống như đi du đâu. Đi du còn mạnh mẽ hơn là gì ạ, những cái giọng nói có thể gợi ý vân vân và vân vân, tất cả những cái gì chúng ta tìm kiếm họ sẽ gợi ý ngay và luôn. Và tất cả những cái đó thì Hiển cảm giác là gì ạ, toàn bộ nó giống như là gì ạ, một cái nền tảng khổng lồ, cực kỳ khổng lồ. Và chúc mừng cả nhà, chúng ta hãy comment thật nhiều con số 9 nữa. Chúc mừng toàn thể cô chú anh chị ngày hôm nay đi ạ. Đây là một tập đoàn công nghệ nhé, cứ không phải là công ty nữa rồi cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn MC. Cảm ơn MC và cảm ơn tất cả tình cảm mà cô chú anh chị em đã dành cho em trong buổi chia sẻ hôm nay. Sau đây em sẽ đi vào phần thứ hai của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Buổi thứ nhất là cái phần thứ nhất là chúng ta đang đi tìm hiểu theo bốn hướng đó, theo bốn yếu tố mà em đặt ra. Có thể cái nó đúng với bản thân em, nó đúng với nhiều người khác, nhưng sẽ có thể nó không đúng với một số anh chị em. Vì khả năng của em chỉ đến như vậy, đúng không ạ? Khả năng của mọi người là vô hạn. Khả năng tìm hiểu của em mới chỉ đến như vậy và em đang cần phải tìm hiểu thêm. Anh chị em nào có những hướng tìm hiểu hay hơn thì hãy chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây hay là những người trong cộng đồng Digu được biết, những người xung quanh chúng ta được biết thêm cái hướng để tìm hiểu. Đối với bản thân em thì em có bốn cái hướng để chúng ta kết luận lại bốn cái vấn đề này. Sau đó nếu như chúng ta quyết định tham gia, nếu muốn tham gia, có ước muốn, có mong muốn được tham gia thì hãy tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu phần thứ hai. Còn nếu không, hãy dừng lại ở đây. Hãy dừng lại ở đây. Nói thẳng và chúng ta hãy chân thật với nhau vấn đề này. Đây không phải là chương trình kêu gọi đầu tư, nên tất cả những thông tin chia sẻ ở đây không kêu gọi lôi kéo bất cứ ai cả. Hãy đầu tư bằng cái sự hiểu biết của mỗi người. Đừng có nghe em mà đầu tư, cũng đừng nghe một ai đó cả. Đừng có nghe ai bảo là vào đây đi đầu tư với chị đi được cái nọ cái kia. Ở đây chưa được cái gì đâu, mà nó phải cần có thời gian. Và anh chị em hãy chỉnh táo những vấn đề đó để chúng ta lựa chọn một công việc để làm, lựa chọn một dự án để theo và lựa chọn một cái để chúng ta theo đuổi. Nếu muốn tham gia tìm hiểu thật kỹ thì chúng ta sẽ đến phần thứ hai. Anh chị em nào muốn tham gia và muốn tìm hiểu kỹ hơn để bắt đầu tham gia video, hãy gõ cho em số 2 vào ô chat số 2. Mọi người hãy gõ số 2 vào để em xem có nhiều anh chị em muốn tìm hiểu thêm không? Muốn bắt đầu với Digu như thế nào không? Anh chị em nào không muốn tìm hiểu nữa, thấy dự án này chưa đủ tầm để cho anh chị em theo đuổi, chưa đủ để cho em tin tưởng, thì hãy có thể không cần phải tham gia cái phần sau này. Em nói thẳng và rất nói, phải nói là em rất thẳng và rất thật, rất chân thành, không có che giấu bất cứ một điều gì cả. Nên là mọi người khi tìm hiểu cũng hãy chân thành như vậy. Chia sẻ cho anh chị em bạn bè mình cũng vậy. Đừng kêu gọi họ đầu tư, mà hãy kêu gọi họ tìm hiểu đi đã. Đừng bao giờ lôi kéo bất cứ một ai đầu tư. Chúng ta không nghĩa vụ đi làm giàu cho người khác, mà không có nghĩa vụ đi lao động cuộc sống của người khác. Vâng, rất nhiều số 2 và chắc chắn là rất nhiều anh chị em đang muốn tìm hiểu đến phần thứ hai, đó là nếu muốn tham gia, đúng không ạ, thì em sẽ chuyển đến phần thứ hai. Đấy là làm thế nào để bắt đầu với Digu. Để bắt đầu với Digu thì chúng ta hãy tìm hiểu về Digu, là ở phần thứ nhất em đã chia sẻ. Sau đó chúng ta đăng ký tài khoản theo link giới thiệu của bạn bè, của anh chị em, người chia sẻ chúng ta cơ hội này. Thứ ba là chúng ta phải tự lựa chọn hình thức đầu tư. Phải tự lựa chọn hình thức đầu tư, chứ không ai quyết định thay. Đừng nghe. Hãy tự lựa chọn hình thức đầu tư và tôn trọng tuyệt đối ý kiến của người tham gia. Thứ tư là chúng ta sẽ nhận được lợi nhuận từ những hình thức đầu tư này như thế nào. Digu có 3 hình thức để cho anh chị em ta tham gia và đầu tư vào. Hình thức thứ nhất là mua cổ phần. Hình thức mua cổ phần Digu để nhận được lợi nhuận khi công ty chia cổ tức hoặc là mua bán cổ phiếu sau này. Hiện Digu đã chia cổ tức 2 lần và chuẩn bị chia lần thứ 3 vào cuối tháng 12 năm nay.
tức là từ ngày 27 đến 31 tháng 12. Lịch thông báo cụ thể đã có trên các trang mạng xã hội của DU. Trên nó trực tiếp là admin ở trên các trang mạng xã hội đó là người của công ty. Các gói cổ phần được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng có những khả năng tài chính khác nhau, chứ nó không chỉ dành cho những người giàu. Hiện tại có 16 gói cổ phần giá từ 100 đô đến 1 triệu đô để anh chị em có thể lựa chọn, tham khảo và lựa chọn. Bảng giá cổ phần hôm nay đến hết ngày mai, tức là hết đêm ngày 14 tháng 12 trong chương trình sinh nhật của công ty là ở đây trên màn hình mọi người đang nhìn thấy. Có 16 gói cổ phần từ 100 đô đến 1 triệu đô. Những gói cổ phần từ 3.000 đô trở lên được trả góp tối đa 30 tháng. Những gói cổ phần từ 100 đô đến 2.000 đô được trả góp tối đa 10 tháng. Và có rất nhiều các thông tin em đã làm rất là rõ ràng cụ thể trên này để cho anh chị em có thể tham khảo một cách đơn giản nhất. Còn mọi người cũng có thể vào tài khoản của DIGU, tài khoản của chính cá nhân mỗi người để xem các gói cổ phần. Với số tiền mình mua thì mình được bao nhiêu? Và mình trả thẳng, trả góp thì trả góp trong bao nhiêu tháng? Mỗi tháng sẽ trả bao nhiêu? Thông tin rất rõ ràng. Trong đó khi mọi người bấm vào nút thanh toán là mọi người đã ký vào hợp đồng chào bán cổ phiếu của công ty. Mọi người hãy kéo xuống xem ở dưới chứ đừng có chỉ đến nút thanh toán bấm xong rồi quay ra. Hãy đọc kỹ cái phần dưới để bớt những cái thắc mắc không cần thiết. Chúng ta phải đọc, không đọc thì chúng ta sẽ thắc mắc cả đời. Đây là bảng giá cổ phần của DIGU, chỉ đến ngày mai sẽ thay đổi. Hết ngày 14 tháng 12 sẽ thay đổi. Vì nó đang có khuyến mại cộng 50% hết ngày 14 tháng 12. Công ty thì có những tính toán sức khỏe tài chính của các đối tác. Nên công ty đã cung cấp những chính sách linh hoạt nhất dành cho các nhà đầu tư. Những người có ý định tham gia vào DIGU. Để ai ai cũng có thể tham gia được trong cái khả năng của mình. Em nhấn mạnh luôn cái chữ là trong khả năng của mình. Khả năng của mình nó gồm từ hai thứ. Khả năng thứ nhất là khả năng về tiết kiệm, tích lũy đầu tư, tức là tiền. Mọi người có thể tích lũy, tiết kiệm được. Chứ không phải vay mượn nhé. Không phải khả năng mọi người đi vay mượn đâu. Vì cái này nó lâu năm. Vay mượn nó sẽ mang tính chất tâm lý cho mọi người. Nó không an toàn. Chỉ tích lũy đầu tư. Một số tiền nhỏ thôi cũng được. Cái quan điểm chúng ta đầu tư, chúng ta chuyển dịch người đầu tư là chúng ta phải là người đầu tư là chỉ tích lũy để đầu tư chứ không đi vay mượn. Và khả năng thứ hai con người đó là nó là vô hạn. Em không tiện nói nhưng mà có thể nói thẳng luôn. Đó là khả năng mọi người chia sẻ để có những người bạn đồng hành, tức là chúng ta làm hệ thống. Khả năng của mọi người là vô hạn, khả năng chia sẻ rồi, nhiều khả năng khác nữa. Nhưng không phải là khả năng vay mượn nhé. Khả năng xoay sở vay mượn là không phải đâu. Nó cũng là một khả năng khéo léo của mỗi người nhưng mà không nên và không khuyến khích. Mà nên là tuyệt đối cấm. Để chúng ta đầu tư một cách an yên nhất. Tối về ăn no ngủ ngon. Không phải lo nghĩ. Khi tôi đi chia sẻ, hãy thật tôn trọng nhà đầu tư, những người lắng nghe chúng ta nói. Và hãy bảo họ tìm hiểu thêm. Chứ không có mang yếu tố đi chốt khách. Chúng ta đi chia sẻ cơ hội, chúng phải đi chốt khách giống như sân sàn tài chính. Những chính sách linh hoạt mà công ty cung cấp cho tất cả các nhà đầu tư khi tham gia vào DIGU, chúng ta có thể tìm hiểu ở đây. Nó phù hợp với nhiều người. Thứ nhất là gì? DIGU có thể bắt đầu với số vốn rất nhỏ ở hình thức mua cổ phần. Chỉ từ 10 đô một tháng, tức là tham gia gói nhỏ nhất. Tương đương 240.000 một tháng thì chia ra cho 30 ngày thì là 8.000 đồng một ngày. Chưa bằng một bao thuốc lá là chúng ta hút, của các anh hút đâu. Nhá, các anh, các ông hút thuốc lá đúng không ạ? Thì chưa bằng một bao thuốc lá Thăng Long một ngày. Và có thể mua nhiều gói không giới hạn số lượng. Chứ không phải là chúng ta có thể mua hết một gói rồi trả góp xong ta lại mua tiếp gói khác. Không phải. Chúng ta có thể mua được tùy cái khả năng của mình. Mua nhiều gói cùng một lúc cũng được. Nhưng mà tùy khả năng kinh tế của mình. Bắt đầu với số vốn rất nhỏ chứ không phải là số vốn lớn. DIGU không yêu cầu mọi người bỏ 50 triệu, 100 triệu hay hàng tỷ bạc để đổ vào đây đầu tư. Vì nó không sinh ra lợi nhuận ngay đâu. Mà hãy tích lũy một số tiền từ cái việc chúng ta tiết kiệm tích lũy được hàng tháng. Hãy dành 5 hoặc tối đa 10% thu nhập. Nếu như anh đang có thu nhập là 10 triệu, hãy để ra 500 đến 1 triệu đầu tư, còn 9 triệu rưỡi còn lại để lo cho cuộc sống gia đình. Để lo cho vợ, cho con, ăn học,
phải lo cho cuộc sống hàng ngày, về các mối quan hệ nội ngoại, xã giao, đi lại, đúng không ạ? Chứ đừng có đổ hết số tiền còn lại vào đầu tư, chết đói, rồi sinh ra những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình không hay. Như vậy là không an yên rồi. Đã đầu tư là phải an yên, đã đầu tư là phải yên tâm. Chứ đầu tư mà còn phải lo lắng thì không phải là nhà đầu tư. Nhà đầu tư không bao giờ phải lo lắng nhiều. Chúng ta hãy chuyển dịch cái tư tưởng của chúng ta đi. Nhà đầu tư là không được lo lắng. Cho phép nhà đầu tư trả góp thời gian dài tối đa đến 30 tháng. Một công ty đồng hành với chúng ta tận 3 năm. Thì mọi người liệu nghĩ rằng nó có đi đường dài hay không ạ? Nếu chúng nó huy động vốn trong một hình thức gọi là đánh nhanh rút gọn thì 5, 10 tháng, thậm chí là 3 tháng thôi chứ. Sao phải để tận 30 tháng làm gì? Đây có thể chúng ta liên tưởng đến cái vấn đề chúng ta mua trả góp tài sản đúng ở vay FE. Đúng không ạ? Anh chị nào đã có vay FE chưa? Nếu anh chị nào vay FE rồi bấm số 1 giúp em xem nào. Các anh chị nào vay FE để mua trả góp điện thoại, máy tính hay là xe máy hay là một thiết bị nào đấy không ạ? Điện tử càng tốt. Thì đó vẫn là một hình thức chúng ta mua tài sản. Hình thức đầu tư tích lũy một cổ phần này cũng là một hình thức mua tài sản. Cũng đều bằng hình thức trả góp. Nhưng bên này không ai nhắc khi các anh chậm đâu, các chị chậm đâu. Nhưng bên kia nó gọi suốt ngày. Cũng là một hình thức mua tài sản thôi. Nếu được coi là một cổ phần chuẩn thì đó cũng là tài sản đúng không ạ? Chúng ta không phải mua rác đâu. Khi nó tìm hiểu rồi, ok rồi, mà công ty phát triển tiềm năng thì chúng ta mua cổ phần của nó, đó chính là tài sản. Cái xe máy, cái điện thoại mọi người mua, đó cũng là tài sản. Nhưng mà nếu mua trả góp thì mọi người sẽ mất lãi hàng tháng. Gốc, thực tế và lãi rất cao. Nó đánh đồng vào khái niệm đó. Trả lùi rất là cao. Và nếu chậm thì còn bị nhắc. Gọi điện rất là phiền, đúng không ạ? Thậm chí gọi điện đến người thân nữa cơ. Nhiều chiêu trò lắm, nhưng đó là những việc nó bắt buộc phải làm. Không ai bảo không làm thì nó không có lương. Con người mà. Chứ không phải nó thích làm đâu. Vậy thì cái việc mua tài sản ở đó trả góp vừa bị mất lãi lại còn bị nhắc nhở. Còn mua tài sản ở đây này, không ai nhắc nhở cả. Tích lũy tài sản tăng dần lên và vẫn được nhận lợi nhuận từ cổ tức hàng tháng hoặc hàng năm. Công ty phấn đấu là 6 tháng một lần, sắp tới có thể là 3 tháng chia cổ tức một lần. Nếu như lại tình hình lợi nhuận kinh doanh tốt. Đang phấn đấu đến mục tiêu là 3 tháng chia một lần. Hiện tại là 6 tháng chia một lần. Lợi nhuận kinh doanh thật chứ không phải là lấy tiền người sau trả người trước đâu. Từ sản phẩm thật mà đã phân tích cho mọi người. Khẳng định một điều như vậy. Cho phép đầu tư trả góp là như vậy. Dài đến tối đa 30 tháng. Cho phép trả chậm tối đa 3 tháng trước khi hủy gói. Gói bị hủy có thể xin khôi phục lại. Trong cái điều kiện mà tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh đang bủa vây như thế này, thu nhập rồi sức khỏe của mọi người đều bị ảnh hưởng, thì cái vấn đề mọi người không thể tham gia được là rất đoàn thì hoàn toàn bình thường. Ai cũng hiểu được. Và công ty đã nhận thấy cái này từ 2 năm trước. Trong cuộc sống sẽ không bao giờ bình yên. Để hướng dự đoán công ty đang nói, dự đoán là trong cuộc sống của tất cả những cá nhân trong xã hội này sẽ không bao giờ có vấn đề có được cuộc sống bình yên từ đầu đến cuối. Sẽ có những lúc khó khăn. Chúng ta không thể tham gia được. Nhưng nếu chúng ta tham gia được, hoàn toàn tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục tham gia. Hoặc có thể là thu xếp trong thời gian nào đó chúng ta tham gia lại. Chứ không mất quyền lợi gì cả. Việc khôi phục lại không mất quyền lợi của mọi người về cái vấn đề là cổ phần mà chúng ta đã trả rồi có bị thu hồi là không có thu hồi gì hết. Chúng ta trả tiền đến đâu thì nhận cổ phần về đến đó. Nếu bị hủy cái trả góp thì cổ phần còn lại chúng ta vẫn đang nhận trên tài khoản. Rất là nhân văn. Và nó mang tính quan điểm đúng đắn trong đầu tư. Tôi trả tiền, tôi nhận về hàng. Có thể tất toán bất cứ lúc nào. Quan điểm mà không bị sợ nó phạt đâu nhé. Nhiều khi vay ngân hàng mà trả trước hạn nó còn bị phạt. Lạ đời. Đi vay tôi trả sớm lại vui. Sao vay trả sớm lại bị phạt. Rất lạ đời. Nhưng đó là cái quy định của ngân hàng nó như vậy, không được làm khác được. Thậm chí vay trả góp mà anh tất toán trước hạn cũng bị phạt. Lạ vậy. Đi vay trả sớm, mình mà thằng nào nó vay mình 5-10 triệu mà nó trả sớm, mình có tiền tiêu,
Hôm mình xử lý công việc thì vui quá thì quay ra đi phạt nó. Vô lý. Đúng không? Thấy cái vô lý mà nó vẫn thực hiện, vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống đấy. Đầy cái hợp lý không? Không được, mà cái vô lý vẫn tồn tại. Trả tiền đến đâu thì nhận cổ phần về đến đó. Cổ tức thì được trả dựa trên số cổ phần thực tế đang có. Anh chị em trả góp chưa xong vẫn được nhận cổ tức bình thường. Dựa trên cái số cổ phần mọi người đang có. Tức là mọi người đã trả tiền để nhận cổ phiếu về. Còn cái phần còn lại mọi người chưa trả thì không tính đâu. Chứ không nghĩ là tôi mua 48.000 cổ phần trả góp, tôi nhận cổ tức cứ phải trong cái số 48.000 không phải đâu. Đòi hỏi quyền lợi sai đấy. Phải đúng. Có cổ phần bao nhiêu thì nhận cổ tức bấy nhiêu. Chế cổ phần thực tế đang có trên tài khoản. Giá cổ phần thì được bảo lưu ngay ở thời điểm mà mọi người ký hợp đồng với công ty. Tức là thanh toán trả góp kỳ đầu tiên. Nếu như anh chị em thanh toán trả góp trong vòng 30 tháng, hôm nay là 0,16 chốt giá ngày hôm nay. 30 tháng sau nó giá lên 1 đô 2 đô kệ tôi không biết, nên tôi chỉ trả cái gói ngày hôm nay là 0,16 thôi. Ta ký hợp đồng mà. Sao tao kèo cho hợp đồng là tôi chỉ trả mua cổ phiếu với anh với giá 0,16 thôi. Tôi trả hết khi nào là kệ tôi. Chắc 30 tháng đó đúng không ạ? Còn sau này giá lên bao nhiêu tôi không cần biết. Tôi vẫn chỉ trả tôi mua với anh với giá đó thôi. Đó là giao kèo cho hợp đồng. Nó hoàn toàn gì? Hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn chính xác. Những chính sách này cực kỳ chính xác. Còn rất nhiều điều vô lý vẫn đang tồn tại trong cuộc sống mà chúng ta vẫn phải chấp nhận nó đấy. Anh chị em cứ thử mua hay vay trả góp mà xem, trả sớm mà xem, lại bị phạt. Các đối tác của Digu có thể xây dựng hệ thống với tỷ lệ hoa hồng tương ứng, tối đa lên 15 tầng và 7 cấp bậc nhà đầu tư để hưởng các quyền lợi. Khi chúng ta chia sẻ về Digu, tức là chúng ta đóng vai trò thêm là nhà quảng cáo cho Digu, chứ không phải là chúng ta quan điểm làm hệ thống. Mọi người hãy nhìn theo quan điểm tích cực. Đấy, chúng ta quảng bá dự án, quảng bá về công nghệ và sản phẩm cho Digu, thay mặt công ty bán hàng. Tất cả mọi thứ trong xã hội này đều có liên quan đến hai từ hệ thống hết. Đều có đa tầng, đa cấp hết. Ngay trong xã hội, ngay trong cuộc sống, gia đình cũng vậy thôi. Phải có ông bà, bố mẹ, đến con cái, cháu chắt. Chứ không có thể chuyện ngang hàng, cháu ngang hàng ông được, đúng không? Quyền lợi của cháu nó phải khác quyền lợi của ông. Đúng rồi, ông Tâm. Nó rõ ràng là như vậy. Và chúng ta hoàn toàn phải nhìn theo quan điểm tích cực. Nói về Digu đa cấp, đúng không ạ? Nói về những các dự án làm đa cấp. Hỏi không, trong xã hội này có cái gì không đa cấp? Nếu không đa cấp thì chúng ta một nhảy một phát từ trung ương xuống địa phương luôn à? Có đâu. Sinh ra xã huyện tỉnh ấy làm gì? Đúng không ạ? Ngay địa giới hành chính cũng đã thể hiện cái tính đa cấp. Nhiều tầng, đa cấp là nhiều tầng. Đừng nghĩ gì nó đa cấp nó không xấu. Chỉ những người đi làm đa cấp làm xấu hình ảnh của nó thôi. Họ chia sẻ không trung thực, họ làm một cách bất chấp, họ lôi kéo những nhà đầu tư vào những con đường gọi là không lối thoát, dẫn đến mất tiền, tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và xã hội, thì đó là đa cấp biến tướng của đa cấp chứ không phải đa cấp. Còn nói đa cấp kể cả đi kinh doanh truyền thống, mọi người kinh doanh sản phẩm thôi. Nó chiết khấu cho mọi người cái hoa hồng đấy cũng là đa cấp đấy. Mọi người có nhận ra không? Để mà kinh doanh giữa online và offline, tức là giữa cái kinh doanh trên mạng và hình thức kinh doanh thực tế, đều có hết. Sữa thì ít nhất phải 45-50% chiết khấu. Còn sơn ấy, sơn nhà thì chắc phải tầm 60-70%. Vì tại sao? Vì em đi mua sơn mà cửa hàng sơn lẻ nó còn chiết khấu cho em 35%, thì em nghĩ rằng nó phải ăn gấp đôi. Anh chị em nào có làm trong ngành xây dựng chắc biết. Mà nhất là anh chị em mà kinh doanh về đại lý sơn. Nói thẳng luôn. Em đi mua sơn về sơn nhà trực tiếp tay em sơn. Thì em đi mua một thùng sơn nó chiết khấu 35%. Nó nói giá này này, trong chiết khấu 35% nó trừ đi trong tổng tiền cái hóa đơn này này. Rõ ràng. Quen thân thì lắm đâu mà chiết khấu tôi nhiều thế. Chắc anh phải ăn được phần lớn. Nghĩ trong đầu ấy, tại sao nó chiết khấu cho mình nhiều vậy? Liệu nó bán là mình lỗ à? Có chuyện đấy đâu. Kinh doanh là để bán lỗ cho người khách hàng chết. Đúng không? Quan điểm phải đúng đắn như vậy.
Và chúng ta nhìn thấy những cái thứ đó vẫn tồn tại trong cuộc sống và hãy coi nó là hoàn toàn có. Nói là nói thẳng luôn, em có ngại gì đâu. Vì chính bản thân em đi mua thực tế em làm thì em không phải ngại gì cả. Anh chị em nó chưa trải nghiệm thử làm mà xem. Anh chị em nào xây nhà đi mua sơn, tự mua sơn sẽ biết. Thì anh chị em nào mua sữa mà xem. Làm đại lý sữa chẳng hạn. Nó sẽ có những cái này. Đấy là hình thức đầu tư thứ nhất. Hình thức đầu tư mua cổ phần. Có bảng giá này. Để nhận được lợi nhuận khi nào này. Có những chính sách linh hoạt như thế nào này. Thì mọi người sẽ tìm hiểu trong cái tài liệu này. Và trên chính cái tài khoản mọi người. Và chính sách công ty đang thực hiện như vậy. Thực tế công ty đang thực hiện như vậy. Chứ không phải do em nói đâu. Thực hiện 2 năm nay rồi. Hình thức đầu tư thứ hai là đầu tư vào sản phẩm. Đầu tư vào sản phẩm để nhận lợi nhuận. Digu có sản phẩm để mọi người đầu tư vào. Có sản phẩm khóa học thu phí rồi này. Có sản phẩm quản lý tiền điện tử DigoL này. Để mọi người sẽ đầu tư trực tiếp vào đây nhận lợi nhuận hàng tháng. Mà không bắt buộc phải mua cổ phần. Không liên quan đến mảng cổ phần luôn. Chỉ đầu tư vào cái sản phẩm mới nhận lợi nhuận thôi, trả mua cổ phần cũng được. Lợi nhuận trung bình một năm qua đạt 30%. Như vậy là được rồi. Thấp hơn so với sân sàn nhưng an toàn. Và nó cao hơn so với ngân hàng truyền thống. Là một kênh gọi là an toàn để gửi ngân hàng, tích cực cho ngân hàng gọi là một kênh an toàn nhất đi. Không phải là an toàn tuyệt đối nhưng an toàn hơn đi. Thì nó đạt khoảng 8% một năm đối với ngân hàng thương mại đúng không ạ? Thì đây đối với ở đây nó đạt khoảng 30 hơn 30%. Thì gần gấp 4 lần rồi còn gì. Đòi hỏi gì nữa? Đúng không ạ? Còn đòi hỏi mà 30% một tháng ấy, thì coi chừng. Nó làm cái gì ra một năm nó trả cho tận 120% cho mọi người đúng không ạ? Nếu 30% một tháng. Có mà phá sản. Em mà kinh doanh chả bao giờ em trả nhà đầu tư đến 50% một tháng. Có kể cả huy động vốn. Vậy lợi nhuận nó là được rồi. Thấp so với sân sàn nhưng mà cao hơn rất nhiều kênh truyền thống rồi. Và nó an toàn, không giam vốn. Rất chủ động, em đã phân tích ở cái phần công nghệ và sản phẩm của Digu. Sản phẩm hoạt động từ ngày 30 tháng 9 năm 2020 chứ không phải bây giờ đâu. Hoạt động hơn một năm này. Nó kiểm chứng một năm mà lợi nhuận thực tế này. Mọi người có thể vào tài khoản để xem này. Ở trên hình bên tay phải mọi người này là em chụp ảnh lại cái tài khoản đây này. Và trong tài khoản Digu mọi người đều có cái thông tin này mà nó có cái mail thông báo hàng tháng. Ngày mùng 1, mùng 2 hàng tháng nó gửi cái mail. Công bố về cái lợi nhuận của sản phẩm này đạt được bao nhiêu trong tháng qua. Kể cả những người đã đầu tư hay chưa đầu tư đều có cái mail đó. Rất công khai. Và những ai đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận trên chính cái tài khoản của mọi người. Đây là sản phẩm kiếm tiền đầu tiên của Digu. Bản chất đó là quản lý tiền điện tử của mọi người làm trung gian thanh khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung. Đấy. DAX. Để nhận lợi nhuận từ 37%. Nhà đầu tư được chia 5% trong số này. Tức là 1,5 đến 3,5% một tháng. Min đầu tư $500 bằng USDT hoặc Ethereum, Bitcoin, chỉ 3 đồng tiền này. Nhờ cái lợi nhuận từ cái sản phẩm này mà công ty có cái lợi nhuận, có doanh thu này để chia cổ tức sớm hơn 2 năm so với lộ trình. Vào tháng 12 năm 2020 và tháng 5 năm 2021, 2 lần rồi. Cái lợi nhuận để chia cổ tức chúng ta là từ đây. Em mới nói, nhấn mạnh ở đây. Đây là sản phẩm kiếm tiền đầu tiên và là cái lợi nhuận này để chia cổ tức cho tất cả các cổ đông Digu. Nó chưa nhiều, chưa lớn. Nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng trong tương lai sẽ nhiều sản phẩm khác hiệu quả, chất lượng tốt hơn, nhiều doanh thu hơn sẽ trả cổ tức chúng ta nhiều hơn. Đấy là sản phẩm, đầu tư vào sản phẩm, hình thức thứ hai. Hình thức thứ ba là đầu tư kết hợp. Đây là một gọi là hình thức thông minh. Em đã có dành một buổi để chia sẻ về quan điểm này. Chia sẻ quan điểm thôi, còn lựa chọn là do mọi người. Đây là hình thức đầu tư kết hợp, cách đầu tư thông minh để mua cổ phần với giá không đồng. Đầu tư nhận lợi nhuận từ sản phẩm DigiWell, đầu tư hình thức thứ hai. Nên kết hợp từ hai hình thức đầu tư trên là cả mua cổ phần và đầu tư vào sản phẩm. Bản chất lắm, đầu tư vào sản phẩm, lấy lợi nhuận quay lại trả góp, mua trả góp với cổ phần. Lúc nào trả góp xong thì rút tiền về, rút tiền gốc về, vì gốc nó không giam mà, cái sản phẩm nó gốc có giam đâu. Trả góp xong không muốn đầu tư nữa, không muốn tham gia cái sản phẩm ấy nữa để nhận lợi nhuận hàng tháng nữa thì rút vốn về. Như vậy thì vừa sở hữu được cổ phần lại vừa không mất vốn, vì cái vốn mọi người rút về còn đâu mà mất.
Bằng cách này thì nhà đầu tư có thể sở hữu được cổ phần Digu mà không mất vốn, với điều kiện là chúng ta phải có vốn, phải có tiền, đúng không ạ? Số tiền càng lớn thì chúng ta tính toán hiệu quả càng cao. Ví dụ như có 10.000 đô chẳng hạn, lợi nhuận thấp nhất là 1.5%, cái cho là 150 đô thì hoàn toàn có thể trả góp là gói 5.000 đô. Trả góp trong 30 tháng, mỗi tháng trả 167 đô thôi. Trả góp xong 30 tháng thì rút vốn về. Hoặc tiếp tục gửi để nhận lãi mỗi tháng. Như vậy thì với hình thức này chúng ta vừa sở hữu được gói cổ phần 5.000 đô mà không hề mất một đồng vốn nào. Đây là một cách đầu tư thông minh. Vì sao? Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi nhuận nó thấp và cái cách làm thì ai cũng nghĩ ra được. Nhưng có một cái mà người chưa nghĩ ra được. Có thể có anh chị nghĩ ra rồi, có anh chị đã được anh em chia sẻ, nhưng phân tích hơn cái ý, khi cái cạnh sâu xa hơn một chút. Thứ nhất là có thể sở hữu được gói cổ phiếu với giá không đồng đi, đúng không ạ? Nhưng cách thứ hai là nó góp phần tăng cái giá trị tài sản cho công ty Digu và cho chính bản thân chúng ta. Vì chúng ta là những người cổ đông của Digu, là những ông chủ của Digu. Tài sản của Digu tăng lên, chính là tài sản chúng ta cũng tăng lên. Chúng ta nắm giữ cổ phần ở đấy mà. Nếu mà chỉ nhìn lợi nhuận này, chúng ta hoàn toàn bảo thôi, ta đi đầu tư chỗ khác. Lợi nhuận nó cao hơn, ta quay lại trả góp cho nó xong, còn dư được ít tiền để tiêu. Nhưng nó chả mang cái giá trị gì cho Digu cả. Nó chả đóng góp gì cho Digu cả. Vì anh chị mang số tiền ấy đầu tư công ty khác hay sân sàn nào đó, thì anh chị đang đóng góp cái nguồn vốn cho cái công ty khác mà anh chị không hề có một tí cổ phần nào đó. Anh chị không nắm giữ một tí tài sản nào đó. Vậy việc đó anh chị đang xây dựng một công ty khác. Thôi ở đây thấp, nhưng anh chị đã đóng góp cho chính cái công ty mình đang sở hữu cổ phần. Công ty tăng giá trị tài sản thì đương nhiên cái giá trị cổ phần của mọi người cũng tăng lên. Giá trị cổ phần chính là tài sản của mọi người còn gì. Như vậy mới nói chính chúng ta làm tăng tài sản của chúng ta, chứ không ai khác. Chúng ta sẽ là những người dùng đầu tiên những sản phẩm của Digu đây này. Chúng ta quyết định cái sự tăng giá của sản phẩm, tăng giá của tài sản đây này, không phải là ai khác. Như vậy nó mới thông minh, chứ còn nhìn cái kia thì chả thông minh gì cả. Đúng không ạ? Nếu mà chỉ nhìn về cái góc độ là lợi nhuận và cách làm, thì mọi người sẽ không lựa chọn đâu. Em vẫn chấp nhận gửi vào đây. Dù ít dù nhiều. Coi đó là cái phần đóng góp của mình cho công ty. Và chính là gia tăng cái tài sản cho mình. Dù lợi nhuận một tháng nó rất thấp. Phải nói là rất thấp. Nhưng nó vẫn an toàn. Và nó cũng thể hiện cái sự đóng góp có trách nhiệm của mình đối với cái chính mình đang đầu tư vào. Cái đồng tiền mình đang đầu tư vào đó bên cổ phiếu. Đúng không ạ? Bên cổ phần ấy. Thì chúng ta đang đóng góp gia tăng cái giá trị tài sản cho chính chúng ta thôi. Đó là hình thức đầu tư kết hợp. Vậy ba hình thức đầu tư của Digu. Hiện tại cái thời điểm này đang vẫn là thời điểm vàng. Kể cả giá có như thế nào đi nữa, thì khi chúng ta đầu tư vào đây cái, thì ngay cuối tháng này, 2 tuần nữa thôi, đầu tư ngay bây giờ 2 tuần đã nhận cổ tức rồi. Dù ít dù nhiều, dù là một đồng hay là nửa đồng, đó vẫn là lợi nhuận. Cổ tức lần 3 sẽ chia từ ngày 27 đến 31 tháng 12. Thứ hai là chúng ta sẽ được tặng vào quý 1 năm 2022 sẽ được tặng miễn phí token AUA. Khi mua ít nhất một gói cổ phần của Digu, tức là chúng ta đã trở thành cổ đông chính thức của Digu, thì sẽ được tặng token này. Thứ ba là chúng ta tham gia chương trình tích lũy được quà, đổi điểm. Điểm là những phần quà và hiện vật của Digu. Đối với những anh chị em đã tham gia sớm, tích lũy điểm cao, thì hoàn toàn có thể hy vọng vào cái chương trình này. Còn những anh chị em mới thì thông cảm, thì chúng ta mới biết đến sau, chúng ta không có cơ hội tích lũy nhiều điểm. Điểm bây giờ khá cao rồi, chúng ta chưa không còn cơ hội nữa. Nhưng mà trong tương lai còn rất nhiều chương trình khác để chúng ta có thể tham gia. Và còn rất nhiều cơ hội nữa chúng ta có thể xây dựng hệ thống này, kinh doanh của riêng mình này, để giúp chúng ta kiếm được tiền từ việc xây dựng hệ thống, từ việc trả thưởng của công ty. Chúng ta đi tìm hiểu, Digu có 4 cách kiếm tiền, chúng ta hãy đi tìm hiểu theo cái mục đó. Giá cổ phần hôm nay đang là 0,16 đô. Đang khuyến mại cộng 50% nhân dịp sinh nhật công ty tròn 2 tuổi từ ngày mùng 5 đến hết ngày 14 tháng 12. Mọi người hãy nhớ cái mốc là hết ngày mai. Hết đêm ngày mai là kết thúc chương trình này. Và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cái giá này nữa.
không bao giờ nhìn thấy một chương trình khuyến mại bất kỳ có giá cộng đến 50%, sang năm chỉ có tối đa 25%, chắc chắn là như vậy. Ở Digu năm ngoái sinh nhật, năm ngoái là nhân đôi nhé, tức là 100%, nhưng sinh nhật năm nay chỉ có 50%. Và trong những cuộc họp của ban giám đốc vẫn luôn luôn tranh luận ở vấn đề khuyến mại nhiều. Người ta đã rút kinh nghiệm từ những dự án đi trước, khuyến mại nhiều và cái sự bán vốn của Digu không nhiều, chỉ có 10%, nên cái tỷ lệ bán cổ phần ra không nhiều. Kích thích cộng đồng vẫn cần, nhưng nó phải đúng và nó mang tính cần thiết và chất lượng. Chứ còn nếu như chúng ta mà thay đổi, tức là quá nhiều thì rẻ quá, của rẻ người ta sẽ có quan niệm là của ôi. Quan điểm đấy trong cả phương Đông và phương Tây đều có, của rẻ sẽ không ai để ý đâu. Người ta cho rằng là cái đó không đáng đã không có giá trị. Nên là anh chị em hãy tìm hiểu thật kỹ rồi mới tham gia. Khi đã tìm hiểu rồi, chúng ta tham gia theo tâm thế là người hiểu biết tham gia, chứ không phải là lôi kéo đầu tư hay là nghe một ai đó xúi bẩy, xúi đặt, đúng không ạ? Không ai xúi dục cả. Và chúng ta hãy tìm hiểu và tự đưa quyết định của mình. Đồng hành cùng với Digu, mọi người có thể liên hệ được với anh chị em, người giới thiệu cho mình, hay là trực tiếp với em là người đại diện cho Digu tại Việt Nam. Bản thân em người đại diện không phải để cho oai, mà ở đây để hỗ trợ tất cả anh chị em chúng ta tham gia vào Digu được vui vẻ, đoàn kết và xử lý các vấn đề trên tài khoản cho mọi người, cũng như các cái vướng mắc của mọi người đối với Digu và những cái phản ánh của mọi người đối với công ty. Em sẽ chuyển đến công ty để có thể chúng ta có được những cái tốt hơn, để góp phần thúc đẩy cho công ty phát triển tốt hơn, hoàn hảo hơn. Thì mong anh chị em hãy đóng góp nhiều ý kiến. Rồi đây, công khai về số điện thoại, về trang web công ty, về địa chỉ trụ sở văn phòng công ty và mail trực tiếp từ phía công ty, cũng website của công ty đã có 12 ngôn ngữ của dự án ở trên đó. Mọi người chọn tiếng Việt để đọc các tài liệu, các thông tin của Digu trên website digu.ai. Số điện thoại và email của em ở đây thì em công khai cho mọi người để tiện liên hệ làm việc. Còn anh chị em hãy liên hệ với chính người giới thiệu cho mình. Đầu tiên, hãy tôn trọng những người mà chia sẻ cho mình cơ hội đó. Và chúng ta hãy lắng nghe. Dù tham gia hay không tham gia, chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ một lần rồi hãy quyết định. Điều đó là nó nói lên thái độ của chúng ta, tâm thế làm việc ở bất kỳ môi trường nào. Thì rất cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã dành rất rất nhiều thời gian ngồi nghe em chia sẻ buổi tối hôm nay. Thì trong buổi tối hôm nay thì em chia sẻ hai phần như vậy. Thứ nhất là tìm hiểu cái Digu theo quan điểm 4 yếu tố: pháp lý, đội ngũ lãnh đạo, tiềm năng sản phẩm và cộng đồng. Thứ hai là nói về cách có thể bắt đầu tham gia với Digu như thế nào. Thì sau đây anh chị em có thắc mắc, có câu trả hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi để em trả lời, giúp anh chị em giải đáp những cái thắc mắc. Còn chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu, thảo luận trong nhóm, trong các đội nhóm để làm rõ những cái vấn đề mà anh chị em còn vướng mắc phải. Thì anh chị em có thể mở chat, viết ô chat những câu hỏi, em sẽ lọc để trả lời một số câu hỏi của anh chị em. Dạ, em xin cảm ơn anh Tâm rất là nhiều, đúng không ạ? Anh Tâm đã có những cái phần trình bày rất là chi tiết để cho tất cả các cô chú, các anh chị em có thể hiểu rõ về Digu là gì. Thì bây giờ tất cả mọi người hãy cho anh Tâm một tràng vỗ tay ạ. Một tràng vỗ tay rất là nồng nhiệt ở trên màn hình mục ô cửa sổ chat ạ. Mọi người có thấy tuyệt vời không ạ? Đây là những cái gì mà tâm huyết của anh Tâm đã dành cho dự án của Digu của chúng ta. Bây giờ mọi người có thể là có những cái câu hỏi thắc mắc thì chúng ta có thể là giơ tay ở trên màn hình hoặc là sẽ viết vào cái ô chat này. Bây giờ ví dụ như bây giờ có thể là mọi người cũng có thể là nhắc bài, đúng không ạ? Nhắc bài cho những người mới vào, đúng không ạ? Các anh chị mà đã đầu tư vào Digu có thể nhắc bài cho những người mới vào là không biết là từ ngày 5 đến ngày 14 thì chúng ta có chương trình gì ạ? Ý nhắc bài lên ô một chat giúp em với ạ. Từ ngày 5 đến ngày 14 thì Digu có chương trình gì ạ? Mọi người có thể cho em biết được không ạ? Không biết là có con tàu gì mà đi ngang từ ngày 5 đến ngày 14, không biết là có ai lên tàu chưa ạ?
Các anh chị mà đã tham gia đi diêu rồi vẫn không ai nhớ là từ ngày 5 đến ngày 14 là ngày gì ạ? Không biết là có con tàu nào đi ngang qua không ạ? Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Em Huệ nói chắc không mọi người không nghe được cái sao á. Biết là mọi người nãy giờ có ai thắc mắc gì về đi diêu thì chúng ta có thể là raise hand trên màn hình, tức là có thể là giơ cái bàn tay ở dưới màn hình lên để đặt cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc để chúng ta cùng giải quyết những cái nút thắt ở trong lòng về dự án này. Ở dự án này thì anh Tâm đã chia sẻ về đi diêu là gì này, công nghệ sản phẩm của đi diêu, đội ngũ đi diêu, về pháp lý của đi diêu thì gồm những gì, và rất là rõ ràng chi tiết. Anh Tâm đã chia sẻ rất là rõ ràng nên là chúng ta có thể là nắm bắt cơ hội, có thể đây tìm hiểu. Đây không phải là một chương trình kêu gọi anh chị. Đây chỉ là một cái buổi Zoom chia sẻ tất cả mọi người trong cộng đồng, có nghĩa là giúp anh chị em, cô chú có thể tìm hiểu về dự án thêm. Mọi người có thể cân nhắc cái dòng tiền tài chính của mình để có thể lựa chọn một dự án nào đó, có thể là dự án đi diêu hoặc bất kỳ dự án nào đó bằng phương pháp này. Và anh chị em có thể là liên hệ với những tuyến trên của mình để tìm hiểu về dự án. Khi nào tìm hiểu kỹ chúng ta hãy đăng ký và quyết định đầu tư, không nhất thiết là phải vào đi đúng không ạ? Bởi vì đây em chỉ chia sẻ từ góc độ là nhà đầu tư đi trước thôi. Thì là chia sẻ thật và nói thật, chúng ta sẽ không nói vấn đề là kêu gọi đầu tư ở đây. Chia sẻ dự án thật lòng để anh chị em chúng ta tìm hiểu cơ hội để sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Và cảm ơn các câu hỏi. Thì sau đây em sẽ trả lời một số câu hỏi của các anh chị em ạ. Thì cái ưu đãi thì mọi người trả lời rất là chính xác rồi, đó là tặng thêm 50% nhân dịp sinh nhật. Thứ hai là có một câu hỏi của một anh, thì tất cả những cái gói cổ phần mọi người đang bị hủy gói đều có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào. Mọi người cứ support về công ty. Cái này em đã làm việc trực tiếp với công ty và yêu cầu công ty mở lại cho tất cả mọi người nếu như mọi người tiếp tục muốn tham gia. Cái này em đã có thông tin làm việc cách đây 3 tháng rồi. Và ai trong điều kiện hoàn cảnh mà muốn, kiểu bây giờ mình đang khó khăn, mình chưa tham gia được, mình đang để gói nó bị hủy thì mình kệ đi. Hãy cứ lo cho cuộc sống của mình ổn định đi đã. Hãy làm, hãy lo cuộc sống mình trước. Khi nào tích lũy đầu tư được, có nghĩa là cái dòng tiền của mình có thể tích lũy tiết kiệm được mà không ảnh hưởng cuộc sống, tiếp tục tham gia. Thì thấy vui vui dần rồi Tâm. Anh chưa chắc chắn ở đấy, anh chưa khôi phục mấy gói liền nên là bây giờ lại cảm thấy sướng sướng dần rồi. Nên là có thể khôi phục bất cứ lúc nào. Khôi phục lại thì giá vẫn là giá cũ và không hề mất một tí bonus nào. Em đã nói là khôi phục lại không hề mất quyền lợi nhá, mọi người nên nhớ nhá. Khôi phục lại mọi người không mất quyền lợi vì mọi người đang được giữ cái giá rất tốt ở những thời điểm trước đây. Nếu anh chị em nào có điều kiện thì tham gia, còn nếu chưa điều kiện thì từ từ đã, chưa vội khôi phục làm gì. Sau này cũng đã có hết hạn đâu, có hết hạn em sẽ thông báo trước, nếu có hết hạn em sẽ thông báo trước. Còn hiện tại do cái tình hình đại dịch đang diễn biến quá phức tạp, đúng không ạ? Công việc và sức khỏe của mọi người đang bị ảnh hưởng quá lớn, đúng không ạ? Công việc không có, thu nhập lấy đâu ra? Nên hoàn toàn cái này biết được khi nào dịch nó hết. Nếu biết được dịch hết thì hoàn toàn có thể biết được cái điều này có thể chấm dứt. Nhưng tại vì dịch bệnh vẫn chưa biết được khi nào giúp chấm dứt, kết thúc của chúng ta còn phải ổn định cuộc sống đã. Cổ ổn định cuộc sống rồi, đã nói là quan điểm là nhà đầu tư là tích lũy tiết kiệm đầu tư, không phải vay mượn, nên không phải cố làm gì cả. Digu đã có những chính sách như vậy rồi thì mọi người hãy bám cái chính sách đó mà làm. Chính sách đó không phải em nói ra, cũng không phải em đặt ra, mà công ty đặt ra, đội ngũ sáng lập công ty đặt ra từ năm 2019 chứ không phải đến bây giờ. Em khẳng định là như vậy. Cái điều em nói hôm nay cũng là thay mặt công ty nói với tất cả các nhà đầu tư ở Việt Nam. Thay mặt công ty, lời nói của đây là trả lời bằng văn bản chính thức. Em lưu lại video này và lưu cả video này trên Facebook. Em đang phát trực tiếp trên Facebook. Đây hoàn toàn là những thông tin chính xác.
Nó mang tính chất như là một cái văn bản trả lời cho tất cả mọi người. Và hiện tại có một thông tin là có 3 gói trả góp nhỏ, gói 100, 200 và gói 300 đô trong tài khoản mọi người được chuyển đến hình thức ngắn hơn, có thêm một tí ưu đãi đến ngày 15 tháng 12. Còn tất cả những gói còn lại sẽ kết thúc trước ngày 14 tháng, trước ngày 15 tháng 12. 3 gói nhỏ này chỉ trả góp 5 tháng, nhưng chỉ đến ngày 15 tháng 12 thôi, sau đó là vẫn có những cái trả góp 10 tháng nhé, mọi người không ảnh hưởng gì đâu. Những ai đã mua trước đây rồi thì không ảnh hưởng gì hết. Trong tài khoản vừa được cập nhật. Nên em mới nói là có thay đổi một chút đấy. Đầu buổi họp hôm nay em nói có một thay đổi một chút, đó là những gói nhỏ 100, 200 và 300, như gọi là những gói mini, gói cổ phiếu mini là thời hạn trả góp ngắn nhưng có thêm một chút ưu đãi phần trăm cho đến ngày 15 tháng 12. Còn chương trình khuyến mại nhân dịp sinh nhật sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 12. Mọi người nghe rõ? Mọi người nghe rõ không ạ? Mọi người nghe rõ bấm trong số 9 vào ô chat giúp em ạ. Không lại hôm mai lại có anh chị em ở đây lại hỏi ạ. Nếu như anh chị em đã tham gia buổi Zoom này, mai sẽ không hỏi những câu trả lời này, sẽ hỏi những câu hỏi này. Còn những anh chị em nào đã mua gói 100, 200, 300 trước đây, không hề ảnh hưởng gì hết. Vẫn 10 tháng là vẫn 10 tháng, không hề ảnh hưởng gì. Chỉ bây giờ mua mới thì mới hưởng cái này. Nó ngắn hơn nhưng lại được trả, nhưng lại được thêm một chút phần trăm. Đấy, để cho mọi người rõ. Tức là nó ngắn, không được tạo điều kiện trả góp dài 10 tháng, chỉ 5 tháng thôi, nhưng phải có thêm một chút phần trăm. Đó là một cái ưu đãi cho, gọi là để không thiệt, nhưng mà hình thức thì như nhau thôi. Mà cái gói này mở không dài, chỉ đến ngày 15 tháng 12 là lại đâu về đấy, trở về cái trạng thái cũ như em chia sẻ ở phần đầu tư cổ phần. Thì anh chị em mới còn câu hỏi nào không ạ? Chúng ta hãy còn câu hỏi, còn thắc mắc, chúng ta hãy ghi vào ô chat, em sẽ trả lời. Những câu trả lời của em cũng mang tính chất là văn bản trả lời chính thức của công ty cho mọi người. Bây giờ tất cả mọi người có cái câu hỏi, có thắc mắc gì á, thì chúng ta có thể là chia sẻ bằng cách là chúng ta giơ tay, hoặc là nếu mà anh chị bây giờ không tiện để mà giơ tay trên màn hình thì có thể là viết tin nhắn ở dưới màn hình để cho anh Tâm và một số anh chị em trong ekip có thể là chia sẻ lại những cái thông tin đúng nhất cho anh chị. Và cái thứ hai nữa là khi mà tham gia dự án á, thì các anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ. Và các anh chị nào mở tuyến trên của chúng ta á, chúng ta đi chia sẻ cho mọi người thì cũng hãy chia sẻ thật đúng và thật tâm nhất. Chúng ta không nên kêu gọi ở mức là quảng cáo, mà chúng ta chia sẻ dưới góc độ chúng ta chính là người nhà đầu tư. An toàn cho nhà đầu tư thì hãy chia sẻ cho họ, và có thể là cân nhắc dòng tiền thu nhập, trích một khoản lương thu nhập hàng tháng vào đấy là có thể đầu tư sở hữu cổ phần, và có thể sau này cái phần đấy có thể là lương hưu. Còn bây giờ khi đi làm thì đa số là mọi người chúng ta xuất phát từ làm công ăn lương. Lương là một cái phần thu nhập là chủ động. Thì sau này những cái phần mà chúng ta trích ra để mà mua cổ phần thì có thể là cái phần đó sẽ là thu nhập thụ động của chúng ta sau này. Bởi vì cái phần mà mọi người đi, tại sao mà lương của mọi người là luôn luôn bị giảm xuống đúng không ạ? Thì mọi người phải thắc mắc chứ đúng không ạ? Nên là bây giờ chúng ta có thể một phương pháp khác, đó là lựa chọn. Có thể là đầu tư vào dự án DGU hoặc một bất kỳ một dự án nào khác mà chúng ta cảm thấy ok và tốt thì chúng ta tham gia. Với lại là nền công nghệ bây giờ ngày càng phát triển và sau này sẽ có một số ngành nghề có khả năng là sẽ biến mất. Em nói ví dụ đơn giản giống như ngành kế toán, mà em cũng là một kế toán, thì người ta tuyển kế toán cũng chỉ là tuyển một người để theo dõi nội bộ trong công ty thôi. Ngoài ra họ sẽ tuyển thêm cái một công ty dịch vụ kế toán khác để họ làm sổ sách cuối năm. Như vậy là sau này có thể một số ngành nghề là sẽ biến mất. Không biến mất hết nhưng mà sẽ bị cắt giảm. Thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một cách là đầu tư cổ phần doanh nghiệp, một phần vốn nhỏ để có thể là cải thiện cuộc sống sau này nhiều hơn. Đấy, mọi người có câu hỏi thắc mắc gì không ạ?
Rồi, bây giờ em có thể mời mời anh Nguyễn Văn Hân không ạ? Anh Hân có thể chia sẻ khi mà anh đã tham gia ở DGU không ạ? Chúng ta chia sẻ cho các anh chị em khác cùng tìm hiểu thông tin về DGU nhiều hơn để xem là không biết là cái cơ hội nào, cơ duyên nào mà anh đến với DGU ạ? Nào, em xin mời anh Hân ạ. Hình như là anh Tâm chưa mở mic hay sao nhỉ, sao anh Hân không mở được à? Rồi, em xin mời anh Hân có thể chia sẻ đôi điều về khi mà anh tham gia BGU ạ. Vâng, em chào cô chú anh chị ạ. Em thì tên là Nguyễn Văn Hân, hiện tại em đang ở thị trường Hà Nội. Cũng cơ duyên may mắn, em cũng biết và theo dõi được kênh của chị Vũ Tư ạ, ở trên YouTube. Thế cho nên là em cũng biết được cái dự án tuyệt vời này. Trước tiên là cảm ơn chị Vũ Tư đã chia sẻ dự án tuyệt vời này cho em. Thứ hai là khi mà em tìm hiểu và cho đến bây giờ thì em thấy rất là tâm đắc với dự án, từ những cái về cái phần tìm hiểu từ pháp lý của công ty này, đến đội ngũ này, các cái sản phẩm công nghệ và những con người trong cộng đồng thì em thấy rất là tuyệt vời. Em cũng có một vài cái cảm nhận đấy, và cũng từ cái dự án này em được học rất là nhiều các cái kiến thức về công nghệ, cũng như là tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người. Và em cũng có một vài cảm nhận ngắn gọn thế ạ. Còn bây giờ em vẫn đang trên con đường chiến đấu để chinh phục những cái mục tiêu tiếp theo. Em xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh Hân. Rất là tuyệt vời. Đây là một cái chia sẻ cảm nhận mà anh Hân đã là người đầu tư đi trước. Thì bây giờ buổi tối của chúng ta thì cũng đã muộn. Và sau 2 tiếng đồng hồ thì đã có những cái kiến thức, những cái chia sẻ mà anh Tâm đã chia sẻ đến tất cả mọi người. Thì buổi tối ngày hôm nay em xin cảm ơn tất cả anh chị em đã đón nhận DGU rất là tốt và có thái độ nghiêm túc tham gia Zoom của chúng ta. Chúng ta hãy chia sẻ DGU đến mọi người nhiều hơn ạ. Và chúc anh chị ngày mới, ngày mai là chúng ta sẽ có một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Thì buổi tối nay thì em xin chúc tất cả các anh chị là ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp, mà hãy mơ nhiều về DGU nhé. Rồi, em xin mời tất cả anh chị chúng ta hãy bật cam, bật mic lên để chào nhau chúng ta đi ngủ ạ. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ngày mai sẽ là một kế hoạch, ngày mai là một ngày tuyệt vời nhất. Rồi, em chào anh Hiền. Chào anh Hiền, 18 tuổi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho buổi Zoom hôm nay. Và chúng chào ta sẽ Tâm nha. Chào tất cả mọi người nha. Vào tối thứ hai. Cảm ơn lãnh đạo Tâm. Còn những người dân mà theo yêu cầu thì anh chị có thể liên hệ với ekip để anh chị em ekip sẽ hỗ trợ tất cả anh chị em trong hệ thống và những anh chị em khách hàng mới luôn ạ. Nên là anh chị có thể tham gia liên tục được ạ. Tất cả câu hỏi của mọi người sẽ được trả lời một cách xác đáng nhất, trả lời cặn kẽ nhất đến khi nào mọi người hiểu thì thôi. Đó là điều quan trọng nhất ở DGU, tất cả mọi người đều được hỏi và được trả lời chính xác nhất. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và chúng ta hãy dành thời gian cho việc nghỉ ngơi để bắt đầu một tuần làm việc mới thật là hiệu quả và năng lượng. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Chúng ta sẽ cùng chào nhau ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon.